lập tức rung động đạo đạo không gian sóng chấn động hướng bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi giờ khác này phụ cận không gian cũng tựa hồ bắt đầu vặn vẹo hạ đình uy ý đổ mượn nhờ loại này kỳ dị không gian đạo văn công kích ngăn cản cửu thiên long viêm tới gần một trưởng vỗ ra thân thể của hắn lập tức như thiểm điện hướng vặn vẹo không gian cái khe nhỏ bên trong phóng đi rõ ràng muốn tiến vào vết nứt không gian bên trong mượn cơ hội thuấn di đào tẩu a à, nhưng hắn đánh giá cao chính mình không gian đạo văn công kích hiệu quả cũng đánh giá thấp cửu thiên long viêm uy lực. Thân thể của hắn mới vừa tiến vào vết nứt không gian, cửu thiên long viêm tự cuốn tới, đem hắn bắp chân trong nháy mắt thiêu, kia cửu thiên long viêm còn muốn tiếp tục đốt cháy mà đi, mắt thấy là phải đem hắn toàn thân thiêu hủy. Ông, Hạ Đình Uy trong tay một khối kim sắc ngọc phù đột nhiên xuất hiện, hắn đưa tay đem ngọc phù ném một cái, cả trương ngọc phù lập tức kim quang phóng đại, biến thành một khối to lớn kim sắc đại thuẫn bài, ngăn trở phía sau cửu thiên long viêm. Hạ Đình Huy ngoan tâm rút ra một thanh trường kiếm đem chính mình hai chân chặt đứt, ngăn cản cửu thiên long viêm lan tràn, thân thể tàn khuyết hướng vết nứt không gian bên trong phóng đi, lưu lại một đạo oán độc đến cực hạn thanh âm, giang giật, chấm đời này tử không giết ngươi, thề không làm người. Suy suy, kim sắc ngọc phù rất nhanh bị cửu thiên long viêm thiêu hủy, hóa thành đầy trời đen xám trên không trung bay lả tả, Hạ Đình Huy một đôi bắp chân bị thiêu hủy, hai đoạn đùi cũng trên không trung nhanh chóng biến thành đen xám, kia màu xanh nhạt hỏa diễm tiếp tục hướng giữa không trung gào thét mà đi, đem toàn bộ vương thành đều biến thành lò nướng. Toàn trường yên tĩnh, vắng lặng một cách chết chóc, rất nhiều người khóe miệng nụ cười vẫn chưa hoàn toàn triển khai, trong mắt cuồng nhiệt cùng hưng phấn cũng vẫn như cũ còn sót lại, bất quá rất nhanh đều chuyển hóa thành chấn kinh ngạc, mê mang, sợ hãi. Trước một khắc, Hạ Đình Uy bởi quân vương biến thành là một tên cường giả tuyệt thế, mắt thấy là phải chém giết Giang Giật. Một giây sau, Giang Giật tiện tay đánh ra một mảnh hỏa diễm, tình huống lập tức nghịch chuyển, Hạ Đình Huy hai chân bị phế, giờ phút này hành tung không rõ, sinh tử chưa biết, cái này hí kịch hóa biến ảo, để mọi người tư duy rõ ràng theo không kịp. Bất quá trong lòng mọi người dâng lên một loại minh ngộ, giống như hôm nay Giang Biệt Ly không xuất thủ, hoặc là hắn cũng không phải Giang giật đối thủ, như vậy. Vương Thành sợ là thật muốn bị huyết tẩy, chương 442, Lâm Thái Giám, chết. Giang Biệt Ly sẽ ra tay sao? Hiển nhiên sẽ không, xuất thủ đối phó con của mình, trừ phi giang biệt ly là phát rồ người mới có thể làm ra như thế sự tình vừa rồi hắn nhắc nhở giang giật cẩn thận rõ ràng vẫn chưa tới trình độ này giang biệt ly không động thủ giang giật đương nhiên sẽ không xuất thủ đối phó giang biệt ly ánh mắt của hắn hướng giang biệt ly cùng phía dưới thần võ quốc cường giả nhìn lướt qua thân thể đột một biến mất tại nguyên chỗ a à, giang giật muốn đi chém giết lâm cung phụng một người kịp phản ứng kinh hô lên mọi người cũng nhìn thấy giang giật không ngừng hướng vạn lý trên không trung thuấn gì mà đi toàn bộ sắc mặt dây lát biến. Lâm Thái Giám thực lực vốn là không tính mạnh, cùng nhai tí thu đối chiến đoán chừng đều quá sức, giờ phút này đi lên một cái giang giật, hắn không phải ngỏm củ tỏi a. À. Trấn Tây Vương, nhanh đi ngăn cản giang giật, đúng, Trấn Tây Vương, người còn không xuất thủ, thần võ quốc liền xong rồi. Biệt ly, nhanh đi ngăn cản giang giật, thần võ quốc xong, các người giang gia cũng xong rồi, tất cả mọi người muốn xong đời, ngẫm lại các người giang gia mấy vạn tộc nhân, phía dưới thần võ quốc đại nhân vật toàn bộ hét lớn, hạ đình uy thuấn gì đi, sinh tử chưa biết, giờ phút này chỉ có Giang Biệt Ly xuất thủ trần áp Giang Giật. Giang Biệt Ly thực lực rất mạnh, cụ thể mạnh bao nhiêu ai cũng không biết, nhưng hắn là một trong 10 đại cường giả, thực lực so lâm công công cường đại mấy lần. Giang ra mấy vạn tộc nhân, Giang Biệt Ly bị quát tỉnh lại, tự động hướng trên không trung bay đi, bất quá trên mặt đều là xoắn suýt chi sắc. Có lẽ, hôm nay thống khổ nhất hẳn là hắn A, một bên là con của mình, một bên là giang gia hiệu trung vạn năm thần võ quốc, còn có giang gia mấy vạn tộc nhân sinh tử, hết thảy hết thảy đều nhanh muốn đem hắn bước điên rồi. Cũng như vừa rồi hắn lao ra, hắn vào tới vạn lý không trung, nhìn thấy giang giật hướng lâm công công không ngừng thuấn gì mà đi, hắn cũng không biết làm sao, chỉ là bản năng quát to lên, giang giật dừng tay, đừng. Bước ta, bước ngươi, giang giật cười lạnh, quay đầu nhìn giang biệt ly một chút, quát ta khi nào bước qua ngươi ngươi muốn làm ngươi trung thần cứ việc làm là được, ngươi muốn động thủ cứ việc xuất thủ, ta chỉ muốn nói một câu, ai dám cùng ta là địch, coi như thiên vương lão tử ta cũng theo giết không sai. Bên kia lâm lão thái giám máu me đầy mặt, lúc đầu một đầu chảy vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề tóc trắng cũng lộn xộn không chịu nổi, tốc độ cũng chậm không ít, rõ ràng bị nhai tí thú đả thương, giang giật đương nhiên sẽ không khách khí, không ngừng hướng hắn tuấn di, trong đôi mắt đều là sát khí. Giang giật, nói thêm câu nữa, dừng tay, giang biệt ly toàn thân đều đang run rẩy trong đầu tựa hồ tại chật vật lựa chọn, hắn câu nói này cơ hồ là cắn Giang nhất thiết kêu đi ra, khí tức trên thân cũng biến thành dị thường cuồng bạo, trên thân nguyên lực biên cuồng vận chuyển, khí thế như sơn nhạc, làm người ta nhìn một chút đều tim đập nhanh. Lâm lão cẩu, nhận lấy cái chết, Giang giật đôi mắt băng lãnh, không còn có nhìn một chút Giang biệt ly, hắn thân thể như thiểm điện thuấn di mà đi, một lần cuối cùng đột nhiên thuấn di khoảng cách kéo dài, thoáng cái ra lâm thái giám sau lưng. Suy suy, yêu vương phối hợp rất hoàn mỹ, độc giác bên trên quang mang lấp lánh một đạo cột sáng màu trắng, như ngân hà rủ xuống, hướng lâm lão thái giám mà đi, đồng thời thân thể hóa thành đạo đạo tàn ảnh, làm cho lâm lão thái giám hoàn toàn không để ý tới sau lưng giang giật. Trấn Tây Vương, còn chưa động thủ, lâm lão thái giám cảm nhận được nguy hiểm, phát ra một tiếng tuyệt vọng gào lên đau xót. Giang Biệt Ly cũng động, trên thân khí thức dâng trào mà ra, bá vương chân ý phóng thích, cái này chân ý dị thường kinh khủng, có thể áp chế địch nhân thực lực. Hai tay của hắn sáng lên một mảnh hắc quang, đưa tay đột nhiên hướng trong hư không đánh ra một trường. Một trường kia rất là kỳ quái, đánh ra sau thế mà đột một biến mất, nhưng một giây sau lại ra giang giật trên không, ầm vang nện xuống, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức bao phủ giang giật, cái kia màu đen đại thủ trưởng cho người cảm giác tựa như có thể phá hủy hết thảy, kinh khủng dị thương. Giang giật, đến đây dừng tay, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Giang biệt ly bạo hống tiếng vang lên, giang giật lại mặt mũi tràn đầy cười lạnh, trong mắt đều là kiệt ngạo bất tuần chi sắc, hắn không lọt vào mắt đỉnh đầu màu đen đại thủ trưởng, đột nhiên hướng phía trước đánh ra mấy trường, đầy trời cửu thiên long viêm, mang theo đốt diệt hết thảy khí tức gào thét mà đi, chớp mắt liền đem lâm lão thái giám bao phủ đi vào. a, à, lâm lão thái giám người bị thương nặng, bên kia nhai tí thú lại vận dụng yêu thuật, còn bay vụt mà đến, căn bản không rảnh bận tâm giang giật. Giờ phút này nhìn thấy giang biệt ly công kích giang giật, hắn coi là giang giật hội tránh né đào tẩu, lại không nghĩ rằng hắn lại không tiếc bỏ mình cũng muốn đốt giết chính mình lập tức cả người đều bị cửu thiên long viêm bao trùm đi vào, thân thể rất nhanh bị đốt thành đen xám. Kim cương cường giả rất cường đại, một cái kim cương cường giả có thể nhẹ nhõm chém giết một mảnh thần du cường giả, bởi vì kim cương cường giả có thể ngự không phi hành, tốc độ cùng nhục thể đều so thần du cường giả cường đại rất rất nhiều, kim cương cường giả đạo văn công kích cũng so hung tàn vô cùng. Nhưng, kim cương cường giả nhục thể mạnh hơn, vẫn là nhục thể, vẫn có thể thụ thương, tỉ như ra các thanh vân tựu bị người cắt ngang hai chân nếu là nhục thể, kia làm sao có thể chống lại, so địa hỏa cường đại gấp trăm lần cửu thiên long viêm. Nếu như là thiên quân cường giả, sợ là cho giang giật đốt đều đốt không chết. Bởi vì thiên quân cường giả có thể sử dụng nguyên lực ngưng tạo một cái thiên địa thần lá chắn, nguyên lực bất diệt, thần lá chắn bất phá. Chỉ cần thần lá chắn bất phá, cửu thiên long viêm nhiệt độ lại cao hơn cũng không gây thương tổn được hắn nhục thân. Lâm thái giám, chết, giang giật thân thể cũng buông lỏng xuống, hắn không có tại thuấn di, mà là bình tĩnh nhìn qua gào thét mà xuống màu đen đại thủ trưởng. Kia đại thủ trưởng tốc độ quá nhanh, hắn nghĩ thuấn gì cũng không có biện pháp, giống như Giang Biệt Ly nhất định muốn giết hắn, hắn cũng chỉ đành bổ nhiệm. Nghịch tử, Giang Biệt Ly chờ mắt nhìn xem lâm lão thái giám chết đi, tức giận đến toàn thân run lên, nhưng cuối cùng hắn làm một cái kỳ quái thủ ấn. Cái kia trong hư không rơi xuống mắt thấy là phải vỗ chúng Giang giật đại thủ trưởng đột một biến mất trên không trung. Phốc, mặc dù như thế, Giang giật vẫn là bị kia khí thế cường đại, ép tới nội tạng chấn động, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Hắn cười lạnh quay đầu nhìn qua Giang Biệt Ly, nói, ha ha ha, làm sao không giết có gan người vỗ xuống đến A. Giang Biệt Ly mặt âm trầm, nổi giận vô cùng phất phất tay nói, lặn đi, cút cho ta. Đừng tiếp tục cho ta trông thấy ngươi, không giao ra liễu ngọc, ta tuyệt không rời đi, ngươi muốn động thủ cứ tới. Giang giật để lại một câu nói, thân thể hướng nhai tí thú bên trên thuấn di mà đi, coi thường giang biệt ly khống chế nhai tí thú hướng phía dưới bay đi nhai tí thú thân thể lóe lên theo vạn lý không chung mà xuống giang giật ánh mắt lạnh lẽo hướng phía dưới thần võ quốc cường giả trên mặt đảo qua quát lạnh nói lâm thái giám đã chết thời gian một nén nhang bên trong không giao ra liễu ngọc tự gánh lấy hậu quả hưu trên không giang biệt ly cũng bay xuống tới để mọi người khiếp sợ là giang biệt ly ngược thế mà bị một mảnh máu nhuộm đỏ sắc mặt tái nhợt vô cùng phi hành đều cong vẹo tựa hồ bị Giang Giật đả thương nặng. Tốc độ tìm tới Liễu Ngọc, giao cho Giang Giật, Giang Biệt Ly chừng Giang Giật một chút, dặn dò một tiếng, thân thể bắn ngược tiến vào trong hoàng cung, Giang Giật khẽ giật mình rất nhanh tỉnh ngộ lại, lặng yên giơ ngón tay cái lên. Giang Biệt Ly thông minh tuyệt thế, một chiêu này tự mình hại mình rất cao minh a, à, vừa có thể tự cứu bảo toàn Giang gia, lại có thể tránh cho xấu hổ cùng Giang Giật đối đầu. Dù sao vừa rồi hắn bạo hống âm thanh phía dưới đã nghe được, cái kia chỉ màu đen đại thủ trưởng uy áp cũng kinh khủng, mọi người cũng biết hắn xuất thủ, đương nhiên sẽ không hoài nghi. Thần võ quốc cường giả lại toàn bộ dọa sợ, đem hạ đình uy làm cho sinh tử chưa biết, đánh giết lâm thái giám, lại nặng sáng lập giang biệt ly. Giang giật thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào một năm trước hắn thần du vô địch, chẳng lẽ một năm sau, muốn kim cương cảnh vô địch. mươi 443, phía sau màn hắc thủ. Nhanh nhanh nhanh, toàn bộ vương thành nổ tung, thành nội mấy chục vạn đại quân toàn bộ điều động, đồng thời các đại gia tộc cường giả toàn bộ động, bắt đầu đào sâu ba thước, thảm thức tìm kiếm Liễu Ngọc. Hạ Đình Huy sinh tử chưa biết, Lâm Thái giám chết rồi, Giang Biệt Ly trọng thương, toàn thành người đều bị hù dọa, thời gian một nén nhang không tìm được Liễu Ngọc, sợ là toàn thành đều muốn máu chảy thành sông, còn có ai có thể ngăn cản Giang giật. Trường Tôn gia, Long gia, Ảnh gia, Thái sử gia đều lộn xộn, toàn tộc cường giả đều phái ra ra ngoài, cũng không dò xét tin tức, tự riêng phần mình dẫn đầu đại quân, từng nhà tìm kiếm. Chỉ cần có người xa lạ, người khả nghi, trước cầm xuống lại nói. Chiến gia tiền ra người cũng động, hai gia tộc trưởng lại không đi theo đi tìm, mà là bồi tiếp Giang giật đứng tại Nam Thành trên tường một cái cửa trong lâu. Giang giật trầm mặc không nói, hai người cũng không dám nói chuyện, không quá đổi lấy Giang giật ánh mắt đều là thổn thức chi sắc. Một năm trước, cũng là cuối thu, Giang giật quốc chiến lần thứ nhất đến Vương Thành, khi đó chiến vô song cùng tiền vạn quán lão cha, chiến nhất minh tiền quý tựu cho rằng giang giật tiền đồ vô hạn tương lai rất có thể danh chấn một phương đời này cũng có khả năng đột phá kim cương cảnh không nghĩ tới vẻn vẹn một năm giang giật tựu giết trở lại tới đơn thương độc mã tại hạ đình uy đột nhiên bộc phát ra thực lực kinh khủng tình huống dưới chuyển bại thành thắng lực áp tam đại kim cương cường giả chém giết lâm thái giám bọn hắn nhìn không thấu giang giật thực lực mà lại giang giật lần này vận dụng vẫn là hỏa có chút cùng loại địa hỏa lại so địa hỏa càng kinh khủng nếu không là tuyệt đối giết không được kim cương cường giả, lại không giống hỏa linh thạch toát ra hỏa diễm bá đạo như vậy. Giang giật một mực là ngoạn hỏa cao thủ, lần này tại mọi người xem ra, hắn có lẽ còn là đạt được một loại rất lợi hại hỏa diễm. Bất kể như thế nào, lâm lão thái giám đã chết, mọi người chính tay nghe được hắn gầm thét cùng rên rỉ, đây là không cách nào cải biến sự thật, hạ đình uy kim cương cảnh ngũ trọng thực lực đồng dạng bị thiêu hủy bắp chân. Sở dĩ bất luận quá trình, bất luận giang giật như thế nào làm được, chỉ ít hắn làm được, nói một cách khác hắn có được đánh giết kim cương cảnh ngũ trọng cường giả thực lực. Một cái chưa tròn 18 tuổi thiếu niên, lại có thể chém giết thành danh nhiều năm đại lục cường giả trí tôn. Cái này khiến chiến nhất minh cùng tiền quỹ chấn kinh sau khi, nội tâm cũng cuồng hỉ, ước hẹn 3 năm còn không có kỳ đầy, giang giật dùng khủng bố như vậy tốc độ tiếp tục tiếp tục tăng lên, đến lúc đó nói không chừng hắn đều vô địch thiên hạ. Chiến vô song cùng tiền vạn quán là giang giật huynh đệ thân thiết, giang giật nhất thống đại lục thành lập Hoàng Triều, hai nhà tất nhiên cũng sẽ bởi vì giang giật nước lên thì thuyền lên trở thành đại lục đỉnh cấp hào môn cũng bởi vậy phát triển lớn mạnh vinh quang vạn năm vạn quán tướng nhân bí thuật quả nhiên lợi hại xem người quá chuẩn tiền quỹ trên mặt lộ ra vẻ tự hào tiền vạn quán một mực ủng hộ giang giật tiền quỹ lựa chọn tin tưởng con mình ánh mắt chiến nhất minh cũng khẽ vuốt cằm nhìn về phía giang giật ánh mắt cũng mang theo cung kính cường giả luôn luôn có thể khiến người ta sinh lòng kinh ý hai vị bá phụ giang giật sửng sốt một lát tự hỏi Hạ Đình Uy sẽ đi cái nào cái kia loại đến cùng là cái gì đạo văn có thể biến mất tại trong vết nứt không gian bừng tỉnh. Có chút cung kính hướng hai người thở dài nói, các người có biết ra các viện trưởng bị giết sự tình, có phải là hay không Hạ Đình Uy gây nên? Giang giật một tiếng bá phụ, để chiến nhất minh cùng tiền quỹ trên mặt cười nở hoa, tiền quỹ trầm ngâm một hồi, thấp giọng nói, cá nhân ta cho rằng không phải, căn cứ tình báo của ta, chặn đường tề viện trưởng người, căn bản không phải thần võ quốc người, đương nhiên cũng có thể là là ẩn tàng ám vệ cá nhân ta coi là, hả, vương thượng không phải người ngu, tuyệt đối sẽ không để liễu ngọc đến vương thành, dù sau này lại để thần võ quốc ngàn người chỉ trỏ, mất đi đại nghĩa. chiến nhất minh cũng gật đầu nói, ta cũng cho rằng không phải, liễu ngọc rõ ràng là cái con rơi, nếu là vương thượng gây nên, làm sao để liễu ngọc còn sống tại linh thú sơn liền sẽ giết chết, người chết mới sẽ không mở miệng. cũng thế, giang giật cũng có chút hoài nghi, hạ đình huy là một vị rất có năng lực quân chủ, quả quyết sẽ không như thế ngu xuẩn hắn nhíu mày dò hỏi, giống như không phải hạ đình uy, thần binh thành thành chủ giải thích thế nào những thần bí nhân kia giải thích thế nào thủ vệ nơi này thống lĩnh tự sát lại thế nào giải thích giống như không phải thần võ quốc, như vậy ai có năng lượng lớn như vậy, có thể vải lớn như thế cục. Tiền quỹ con người lấp lè bốn phía quét qua, lại có chút lo lắng hướng ra phía ngoài tìm kiếm, giang giật thần thức quét qua, khoát tay nói tiền bá phụ, nơi này không có ngoại nhân, có yêu vương ở bên ngoài không ai có thể đến gần, người cứ nói đừng ngại. Tiền quỹ yên tâm lại, tròn vo mặt run rẩy mấy cái nói, hiền chất, giống như ngươi tin tưởng lời của ta, ta và ngươi nói một chút cái nhìn của ta. Giang giật gật đầu nói, bá phụ mời nói, ta kết luận việc này không phải hạ đình uy gây nên. Tiền quỹ rất khẳng định nói ra, hẳn là có người vu oan hãm hại, mục đích là vì ngươi cùng hạ đình uy, lâm công công, cùng cha ngươi. Chấn Tây Vương làm, bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Sở dĩ ngoại trừ đại hạ quốc thiên huyền quốc bên ngoài, còn lại thế lực lớn đều có hoài nghi, thánh linh quốc quốc lực đại giảm, không dám chọc trên lửa thân có thể bài trừ. Bắc lương quốc cùng bắc mãng quốc người lịch đại không thích dụng kế, thích dồn sức đánh mãnh liệt giết, liễu ngọc ẩn núp 30 năm, 30 năm qua hai nước cũng không có ra lợi hại gì mưu sĩ, sở dĩ hai nước cũng có thể bài trừ. Còn tùy nguyệt quan đại thiện tự, tam đại học viện thì không có năng lực này, sở dĩ có hiểm nghi thế lực tự chỉ còn lại. Thanh Long Hoàng Triều, Giang giật hổ khu chấn động, trong mắt hàn quang lóe lên, Thanh Long Hoàng Triều một mực thích dụng kế, để lục quốc lẫn nhau kiềm chế, bọn chúng lặng yên phát triển. Giờ phút này đột hạ độc thủ, để giang giật cùng thần võ quốc hai hổ tranh chấp, mặc kệ kia phương thắng, đối với các nàng tới nói đều là đại hảo sự. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thanh long hoàng triều nghỉ ngơi lấy lại sức vạn năm, ẩn giấu đi bao lớn thế lực ai cũng không biết, có bao nhiêu gia tộc là bọn hắn ám tử, sợ là chỉ có lăng tuyết biết rõ. Lăng tuyết lợi hại giang giật xem như kiến thức, giống như việc này là nàng bố trí cục diện, hết thảy đều nói qua. Ừm, tiền quỹ nhẹ gật đầu, bất quá khóe miệng lộ ra một tia âm lãnh, mở miệng nói, hiền chất, thanh long hoàng triều hiểm nghi rất lớn, bất quá. Người còn quên đi một cái thế lực lớn siêu cấp, thế lực lớn siêu cấp, giang giật mơ hồ, vừa rồi tiền quỹ không phải đem sở hữu thế lực lớn đều loại bỏ sao còn có cái gì thế lực lớn hắn con người nhất truyền, đột nhiên kinh hô lên, võ điện. Không sai, tiền quỹ gật đầu nói, nếu như nói đại lục đệ nhất đại thế lực, đây không phải là thanh long hoàng triều cũng không phải lục quốc, mà là võ điện ta nghe nói võ điện hai năm này xuất hiện một tên lợi hại cơ thánh nữ tính toán không bỏ sót hắn chí như yêu nếu như là nàng bố trí cục diện võ điện người ra tay đây hết thảy cũng phi thường hợp lý cơ thánh nữ giang giật chấn động trong lòng họ cơ trong đầu của hắn hiển hiện một tấm tuyệt mỹ mặt cùng một đạo màu vàng uyển chuyển thân ảnh hắn liên thanh hỏi bá phụ cơ thánh nữ tên đầy đủ kêu cái gì không biết tiền quỹ lắc đầu nói u minh cửu uyên ngoại nhân căn bản vào không được nhà chúng ta nội gian tối đa cũng tự làm được một thành võ điện phân điện chủ vị trí, chỉ biết là cơ thánh nữ đặc biệt lợi hại, liền độc cô nhạn đều đối nàng nói gì nghe nấy. Giang giật trong đầu nghi hoặc càng nhiều, hỏi U Minh Cửu Uyên lại là cái nào? U Minh Cử Uyên liền là võ điện tổng bộ, danh tự này hẳn là rất nhiều gia tộc đều biết, nhưng cụ thể ở đâu đừng nói chúng ta, coi như Hạ Đình Uy hẳn là cũng không biết. Tiền quỹ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng giải thích nói, lập tức ánh mắt ân cần nhìn về phía giang giật, nói, hiền chất, người phải cẩn thận võ điện A, à, võ điện cũng không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. chương 444, chó gà không tha, không cần tiền quỹ nhắc nhở, giang giật cũng sẽ cẩn thận võ điện. Hắn cũng biết võ điện không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, phải biết năm đó sáu cái đại quân binh lâm thiên tinh thành dưới, thế nhưng là võ điện điện chủ một câu, liền để đại quân lui đi. Sau đó quốc chiến, rõ ràng là suy yếu lục quốc thực lực, võ điện điện chủ một câu, lục quốc chỉ có thể hấp tấp tham gia, một mực lan tràn đến. Võ điện theo đại lục có kỷ nguyên tựu tồn tại, một mực bảo tồn đến, hoàng triều đổi cái này đến cái khác, đại lục cũng xuất hiện rất nhiều quét ngang đại lục cường giả trí tôn, nhưng võ điện một mực tồn tại, từ điểm đó đó có thể thấy được võ điện cường đại. Người lần này bị ma tinh đằng hại sự tình, theo ta suy đoán hẳn là võ điện âm mưu, người tốt nhất cẩn thận một chút, võ điện trong khoảng thời gian này ra một tên rất là lợi hại thánh nữ, người kia tâm trí kỳ cao, cẩn thận bị nàng hố chết. Giang giật hồi tưởng lại Thủy U Lan trước khi đi bàn giao, sắc mặt thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên, giống như ma tinh đằng sự tình là võ điện bố cục, như vậy lần này ra cắt thanh vân, thậm chí vân phỉ sự tình, rất có thể cũng là võ điện gây nên. Cơ thánh nữ, Giang giật con người chuyển động vài vòng, trịnh trọng nhìn qua tiền quỹ nói ra, tiền bá phụ, giúp ta tra xét rõ ràng thoáng cái, cái này cơ thánh nữ phải chăng gọi. Cơ thính vũ, cơ thính vũ tốt, ta hết sức, tiền quỹ nhẹ gật đầu. Giang giật đang chuẩn bị nói cái gì, bên ngoài đột nhiên bay vụt đi lên một thân ảnh tại môn lâu bên ngoài một gối quỳ xuống nói bẩm giang đại nhân gia chủ tiền đại nhân tìm tới liễu ngọc bất quá chết chết giang giật cùng tiền quỹ chiến nhất minh liếc nhau trầm giọng nói thi thể ở đâu phát hiện phía ngoài chiến gia võ giả dừng một chút trả lời phủ thái sư trường tôn nham chiến nhất minh cùng tiền quỹ đồng thời kinh hô lên giang giật lại hừ lạnh một tiếng thân thể hướng ra phía ngoài mà đi đối chiến gia võ giả quát dẫn đường Chiến gia võ giả vội vàng hướng phía trước tiêu xạ mà đi, giang giật nhanh chân đi theo, chiến nhất minh hai người cũng lập tức đuổi theo, nhai tí thú trên không trung trưởng giống một tiếng, chậm rãi đi theo. Trên đường đều là quân đội, nhìn thấy giang giật bọn người nhanh chóng lao tới, toàn bộ kinh hoàng nhường qua một bên, sợ hắn một chiêu đem bọn hắn cho dây. Rất nhanh giang giật đã tới một tòa cao lớn phủ đệ trước đó, ngoài phủ đệ đều là thần võ quốc đại nhân vật, trường tôn nha mang theo trưởng tôn ra người cũng chờ ở bên ngoài với. Nhìn thấy Giang giật đi tới, Trường Tôn Nham vội vàng lộ ra một tia so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười, chắp tay nói, Giang, Giang đại nhân, việc này hẳn là có người vu hãm nhà ta, lão phu dùng trên cổ đầu người đảm bảo, ta cùng Liễu Ngọc tuyệt đối không có chút quan hệ nào. Ngậm miệng, Giang giật long hành hổ bộ đi tới, nhìn cũng không nhìn trường Tôn Nham một chút, chỉ là cùng đưa tin chiến gia tộc nhân nói ra thi thể ở đâu dẫn đường. Chiến gia võ giả nhanh chóng hướng bên trong đi đến, Giang giật nhanh chân đi theo, tiền quỹ cùng chiến nhất minh vừa định đi theo vào hai người bên tai đồng thời vang lên một đạo truyền âm hai vị hiền đệ việc này thỉnh cầu các ngươi nói ngọt hai câu lão phu nguyện đưa ra gia tộc tám thành sản nghiệp phân cùng các ngươi tiền quỹ cùng chiến nhất minh liếc nhau hai người một câu không nói sải bước đi đi vào trưởng tôn ra một mực ỉ vào là hoàng thân quốc thích dầm dĩ trương bạt hỗ liên hợp giang ra gia chèn ép còn lại gia tộc minh tranh ám đoạt hai nhà rất sinh sản nhiều nghiệp hai đại tộc trưởng không bỏ đá xuống giếng đã tính toán rất tốt như thế nào lại hỗ trợ lại nói bọn hắn giúp trưởng tôn ra nói chuyện giang giật hội thấy thế nào bọn hắn thi thể tại trưởng tôn ra một cái mật thất bên trong giang giật hạ tử mệnh lệnh thần võ quốc đại quân tự nhiên không dám khinh thường liền sở hữu đại gia tộc tòa nhà cũng lục soát bởi vì thủ vệ thành nam thống lĩnh trương giang là trưởng tôn gia người sở dĩ một cái tướng quân mang binh tiến vào trưởng tôn ra điều tra việc này còn gặp trưởng tôn gia người cự tuyệt cuối cùng tướng quân kia cưỡng ép dẫn người đi vào tại một cái mật thất bên trong tìm được liễu ngọc liễu ngọc là tự sát nuốt độc mà chết, Giang giật kiểm tra một phen xác định là Liễu Ngọc Trân Nhân về sau, lấy ra trường kiếm đem hắn đầu chặt đi xuống ném vào hỏa linh châu về sau, xài bước đi ra ngoài, ánh mắt quét qua thần võ quốc thái sử ra một vị tướng quân nói, đem trường tôn ra tất cả mọi người trói lại, thiếu một cái ta giết các ngươi ra 10 người. Bá bá bá, trường tôn ra người toàn bộ sắc mặt trở nên tuyết trắng, thái sử ra người cũng sắc mặt dây lát biến, tên kia thái sử ra tướng quân, thần du đỉnh phong thực lực, người mặc chiến khải cũng rất là uy phong, rõ ràng tại thần võ quốc chức vị không thấp, sắc mặt hắn biến ảo mấy lần, quát khẽ cấm vệ quân nghe lệnh, cầm xuống thái sư cả nhà. Người dám, trường tôn nham giận tím mặt, một đôi mắt mở lão đại, đều là tức giận. Ba, giang giật trong tay còn cầm đẫm máu hỏa long kiếm đâu, hắn đưa tay quét qua, dùng sống kiếm quét về phía trường tôn nham mặt, trực tiếp đem hắn quét bay ra ngoài. Hắn nhàn nhạt quét qua trường tôn ra người, lạnh giọng nói ra, ta còn chỉ muốn hỏi ta lời nói, giống như nhà các ngươi người cho rằng không cần thiết, ta liền thành toàn các ngươi. Toàn bộ cầm xuống, thái sử ra tướng quân cắn răng quát lớn, tử đạo hữu không chết bần đạo, chọc tới giang giật, đừng nói trưởng tôn ra người, sợ là tất cả mọi người phải ngã nấm mốc, giờ phút này giang giật thế nhưng là vương thành chúa tể. Thái sử tướng quân ra lệnh một tiếng, thủ hạ thống lĩnh cũng toàn bộ động, dẫn binh đem trưởng tôn ra người toàn bộ cầm xuống, từng cái mang ra cột vào nhét vào trưởng tôn ra tiền viện uổng phí bình địa bên trên, cũng may những này cấm vệ quân khá lịch sự, không dám làm sao ngược đãi trưởng tôn gia người. Trưởng tôn gia là thần võ quốc đệ nhất gia tộc, còn em đông đảo, trưởng tôn gia tiền viện uổng phí bình địa mặc dù đại, nhưng rất nhanh cũng bị đầy ắp người, rất nhiều phụ nhân hoảng sợ kêu to, hài tử hoa hoa khóc lớn, hò hét ẩm ý tựa như chợ bán thức ăn. Xa xa xa, bên trái lại tới một đội binh sĩ, nắm lấy hai tên thiếu gia, một tên thiếu gia còn không ngừng gầm thét thả ta ra, giang giật ánh mắt nhàn nhạt quét qua, rất nhanh lộ ra vẻ mỉm cười, ánh mắt cùng một vị khác thiếu ra đối mặt, mở miệng nói trưởng tôn vô kỵ, đã lâu không gặp. Bị bắt tới trong hai người, một người trong đó rõ ràng là trưởng tôn gia thiếu tộc trưởng, trưởng tôn vô kỵ. Hắn nhìn thấy giang giật, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, trong mắt đều là oán độc, lại gắt gao cắn răng, không nói một lời. Giang giật thu hồi ánh mắt, nhìn thấy phía trước họ hét ẩm ý chàng cảnh, có chút tâm phiền, quát lạnh một tiếng, thái sử tướng quân, ai dám tái phát ra một điểm thanh âm, cho ta ngay tại chỗ giết chết toàn trường lập tức một mảnh lặng ngắt như tờ, cũng không phải là Giang giật hù đến bọn hắn, mà là hắn lơ đãng toát ra tới sát khí, để mọi người không rét mà run, tự liền rất nhiều hài tử đều hoảng sợ nhìn qua Giang giật, tựa như thấy được ác ma. Giang giật rất hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trường tôn nham, lạnh nhạt nói ra, thái sư, chuyện năm đó ta không muốn truy cứu, hôm nay chỉ cần ngươi cho ta hài lòng đáp án, ta tuyệt không làm khó dễ ngươi ra. Ta nghĩ mời ngươi giải thích xuống, vì sao nhà ngươi con rể sẽ thả liễu ngọc vào thành cuối cùng lại tự sát vì sao liễu ngọc ra các người mật thất theo ta được biết dạng này phòng tối gia tộc tử đệ khẳng định cũng không biết rõ a à. ta ta trường tôn nham suýt chút nữa thì khóc nhưng hắn là thật không biết rõ tình hình a à. ngươi để hắn giải thích thế nào hắn lắc đầu đột nhiên ánh mắt quét qua quát lạnh nói là ai đem liễu ngọc mang vào mật thất cho lão phu cút ra đây toàn trường vẫn là hoàn toàn tính mịch trường tôn nham thân thể tức giận đến phát run. đột nhiên rút ra một thanh kiếm thanh kiếm chuôi đưa cho Giang giật nói, Giang giật, người muốn giết cứ giết ta đi, việc này lão phu thật không biết tình, mời ngươi dơ cao đánh khẽ, thả nhà ta tộc nhân. Hừ, Giang giật cười lạnh một tiếng, ánh mắt tại trưởng tôn gia trên mặt người đảo qua, đằng đằng sát khí nói ra, ai làm không dám đứng ra ta chỉ muốn biết, giết chết ra các viện trưởng chủ sử sau màn. Giống như không ai nguyện ý nói cho ta, như vậy thật có lỗi, các người trưởng tôn gia sẽ chó gà không tha. Trường 445, Nhân gian luyện ngục, Giang giật nói chuyện xưa nay không nói đùa, điểm này theo hắn thì huyết ác ma cái ngoại hiệu này có thể nhìn ra được, đối với hắn mà nói giết một người cùng giết một vạn đồng dạng nhẹ nhóm, hắn mới 18 tuổi, nhưng giết qua người sợ là so ở đây bất luận kẻ nào đều muốn nhiều a. À. Sở dĩ trường tôn nham sợ hãi, ánh mắt đảo qua huynh đệ của mình, gia tộc trưởng lão, còn có một số trực hệ tử đệ, thanh sắc câu lệ bảo hống, ai làm, đứng ra. Chẳng lẽ người thật chuẩn bị để toàn tộc chôn cùng sao Giang Đại Nhân nói, chỉ cần nói ra chủ sử sau màn liền sẽ buông tha chúng ta, đại nhân nhân vật như vậy, tự nhiên sẽ nói lời giữ lời. Bịch, một tên trưởng tôn gia trưởng lão chân mềm nhún quỳ dạp xuống đất, gào gào khóc lớn lên, là ta, là ta đem liễu ngọc mang vào. Hiu, người này nói còn chưa nói, bên cạnh một nhân khẩu bên trong đột nhiên phun ra một cái nhỏ bé độc thứ, trực tiếp đinh vào trưởng lão này trong huyệt thái dương, người này lập tức ngã xuống đất bỏ mình. Bá bá bá, sở hữu ánh mắt đều khóa chặt phun ra độc thứ người, xem xét phía dưới lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bởi vì người này rõ ràng là trưởng tôn vô kỵ. Hưu, tất cả mọi người bị trói, chỉ có trưởng tôn nham không có buộc, hắn nhanh chân đi đi, đưa tay đối trưởng tôn vô kỵ liền là một bàn tay, nổi giận quát, nghịch tử, người biết người đang làm gì sao người muốn hại chết toàn tộc A. Thật vất vả có người ra gánh tội thay, trường tôn nham tựa như thấy được sống sót hy vọng, trường tôn vô kỵ lại giết hắn người nói trường tôn nham làm sao không nổi giận. Ha ha, hắn không phải muốn hại chết các ngươi trưởng tôn gia, mà là việc này chắc hẳn liền là hắn làm chủ a, nếu không nhà các ngươi cái này cái trưởng lão cũng không có lá gan này. Giang giật u u cười một tiếng, đưa tay bắt lấy trưởng tôn nham bả vai, đem hắn kéo đến một bên, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua trưởng tôn vô kỵ nói, vô kỵ công tử, xem ra ngươi rất giữ gìn ngươi gia chủ con a ngươi cho rằng ta thật không dám giết cả nhà ngươi. Hắc hắc, trưởng tôn vô kỵ phun ra một cái tiểu trúc quản, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười nhìn qua giang giật nói, giang giật, Ngươi không sẽ, ngươi chưa từng loạn giết vô tội, ngươi hội giết cha ta, hội giết nhà ta toàn bộ võ giả, nhưng sẽ không giết những cái kia phụ nữ trẻ em. Ta hiểu rõ nhất ngươi, ngươi sở hữu tư liệu ta đều có thu thập, ngươi không lừa được ta. A, à, Giang giật con người có chút co rụt lại, cười lạnh nói, xem ra ngươi hiểu rất rõ ta à, ha ha, coi như ta không giết phụ nữ trẻ em, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị trơ mắt nhìn xem phụ thân ngươi, thúc thúc bá bá các huynh đệ chết? Không có cách nào Trường tôn vô kỵ thật dài thở dài nói, bởi vì ta nếu là nói ra chủ sử sau màn, không muốn một tháng, ta toàn tộc đều sẽ chết, ta không nói. Chí ít còn có thể là trường tôn gia lưu lại một chút hương hỏa không phải. Ách, người nói hình như rất có đạo lý, đã như vậy ngươi trước khi chết, cũng làm cho ngươi xem một chút trường tôn gia bởi vì ngươi mà diệt phong đi. Bất luận kẻ nào làm sai sự tình, đều phải gánh chịu hậu quả. Giang giật bình tĩnh mở miệng nói, lập tức ánh mắt nhìn về phía thái sử tướng quân, quát khẽ nói, trưởng tôn gia sở hữu thần du cường giả, đều giết cho ta, thái sử tướng quân, người không dám giết, ta liền đi giết các ngươi ra người. Bá bá bá, trưởng tôn gia người toàn bộ sắc mặt lần nữa cải biến, nhưng không có bất kỳ người nào dám phản kháng, dám liều chết một trận chiến, giang giật thực lực quá kinh khủng, dám động thủ trưởng tôn gia thật hội chó gà không tha. Hắn chỉ nói giết thần du cường giả, kia nói rõ đã hạ thủ lưu tình, dù sao trưởng tôn gia phần lớn người đều tại tử phủ cảnh. Thần Du Cường giả chỉ có hơn 100 người. Thái sư, xin lỗi, giết. Thái sử tướng quân cắn răng quát khẽ một tiếng, cấm vệ quân thống lĩnh đám đội trưởng trong tay chiến đao toàn bộ dương lên, đối trưởng tôn gia thần du cường giả cổ chém tới. Phốc, hơn 100 cái đầu bay đi, hơn 100 cỗ thi thể không đầu toàn bộ tiên huyết cuồng phún, trang diện cực kỳ hùng vĩ, cũng dị thường tàn nhẫn kinh khủng, trường tôn gia rất nhiều nữ tử nghẹn ngào kêu sợ hãi khóc lớn, vô số hài tử hoa hoa khóc lớn lên, hiện trường biến thành nhân gian luyện ngục. Bịch, trường tôn thái sư thực lực không mạnh, chỉ có tử phủ cảnh đỉnh phong, may mắn trốn được chết một lần, cả người hắn đều thân thể mềm nhũn, co quắp đến trên mặt đất. Hắn biết rõ trường tôn ra xong, chỉ ít đã theo thần võ quốc bảy đại siêu cấp gia tộc xóa tên. Mà trường tôn ra những năm gần đây, đắc tội vô số lớn nhỏ gia tộc, tường đổ mọi người đẩy, coi như giang giật không diệt tộc, trường tôn ra có thể hay không còn sống sót cũng phải nhìn thiên ý. Trường tôn vô kỵ bắp thịt trên mặt hoàn toàn trở nên bắt đầu vặn vẹo, cuồng loạn điên cuồng hét lên, giang giật, ta coi như hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Giang giật thờ ơ lạnh nhạt, mặt thượng phong khinh vân nhạt, không có một tia gợn sóng, coi như trưởng tôn vô kỵ đại hống cũng tựa như không có nghe thấy, bất quá giờ khắc này hắn trong tai ngược lại là vang lên một đạo truyền âm, hiền chất, nhà chúng ta có một môn bí thuật gọi siêu hồn thuật, có thể đối trưởng tôn vô kỵ siêu hồn A. Vô dụng, đã muộn, Giang giật hướng chiến nhất minh lắc đầu, thân thể bạch quang lóe lên, trực tiếp ra giữa không trung nhai tí thú bên trên, mà phía dưới trưởng tôn vô kỵ trong miệng bắt đầu phun ra máu đen, rất nhanh ngã xuống đất bỏ mình. Tại hắn bắn ra độc thứ đánh giết trưởng tôn gia trưởng lão thời điểm, hắn đã nuốt trong miệng đã sớm nấp kỹ túi độc, giang giật sớm đã dùng thần thức giò xét đến, sở dĩ siêu hồn đã muộn. Trưởng tôn gia người nghe, giang giật ánh mắt ở phía dưới trên mặt người đảo qua, trầm giọng nói ra, ta gọi giang giật, nhà các ngươi cường giả mặc dù là thái sử tướng quân giết, nhưng là ta buộc hắn, sở hữu các người muốn báo thù cứ việc tìm ta, nhà các ngươi đã từng nhiều lần muốn ra hại ta, lần này trưởng tôn vô kỷ cũng rõ ràng là muốn hố giết ta, sở dĩ ta giết các ngươi sở hữu cường giả. Bất luận cái gì làm sai người, đều muốn vì mình sai lầm đảm đương hậu quả, cái này cũng bao quát ta, sở dĩ ngày sau nhà các ngươi người muốn đối phó ta, ta không một câu oán hận. Ta giang giật chưa từng loạn giết vô tội, nhưng, dám chọc ta người, nhất định phải làm tốt chết giác ngộ. Nói xong hắn hướng chiến nhất minh tiền quỹ nhẹ gật đầu, khống chế nhai tí thú hướng phương Nam bay đi sự tình đã rất rõ ràng, tiếp tục tra được cũng cái gì đều tra không được. Lâm Thái Giám đã chết, Hạ Đình Huy giống như không chết, đoán chừng trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không lộ diệt, hắn ở tại Vương Thành cũng không có ý nghĩa gì, hắn cũng không muốn cùng Giang Biệt Ly lần nữa đối đầu. Sát hại chư hầu thanh vân người, rất rõ ràng xác thực không phải Hạ Đình Huy, trường Tôn Nham cũng không biết rõ tình hình, hết thảy đều là một vị trí lực thông thiên nhân vật tại phía sau màn thao túng. Dùng liễu ngọc dẫn dụ hắn đến thần võ quốc cùng Hạ Đình Uy hai hổ tranh chấp, kết quả hắn thắng, màn này hậu chủ dùng cũng tương tự thắng. Hắn cùng Hạ Đình Uy chi chiến, không thể nói ai đúng ai sai, thế giới này cũng vốn cũng không có đạo lý, đạo lý vĩnh viễn nắm giữ tại người thắng trong miệng. Liễu Ngọc trùng hợp bị yêu thú gây thương tích, lại trùng hợp gặp được Gia Cát Thanh Vân, tại Linh Thú Sơn đánh giết Gia Cát Thanh Vân về sau, Liễu Ngọc mang theo tề viện trưởng bọn người một đường tại thần võ quốc nội loạn sông. Cuối cùng đem hắn dẫn vào thần võ quốc, Liễu Ngọc vào thành thời gian, cùng hắn đến vương thành thời gian gần như không kém bao nhiêu hết thảy hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ mà lại người giật dây còn không một chút sơ hở mà theo không có để lại chút dấu vết coi như đám kia người thần bí đi thăm dò đoán chừng cũng sẽ không có nửa điểm manh mối tại phía sau màn bố cục người kia trí lực đến tột cùng cao bao nhiêu giang giật không biết cụ thể là lăng tuyết vẫn là vì kia cơ thánh nữ bố trí cục diện giang giật cũng không biết giờ phút này hắn đứng tại nhai tí thú bên trên nhìn qua vương thành càng ngày càng xa trên mặt đều là ngưng trọng cũng cảm giác có chút ngạt thở có lẽ không được bao lâu, hắn tự bị hội cái kia bàn tay vô hình, tươi sống cho đùa chơi chết. Chương 446, viện trưởng, Vương Thành một trận chiến, đại lục chấn động, giống như trước kia các quốc gia các đại thế lực là lo lắng, lần này là triệt để sợ hãi, Giang giật một người mang theo một cái nhai tí thú, đại náo Vương Thành, chính diện giao chiến xử lý Lâm Công công, trọng thương Hạ Đình Uy Giang biệt ly. Theo các thế lực thám tử hồi báo, Hạ Đình Uy chân thực chiến lực đã đạt tới kim cương cảnh ngũ trọng. Giang Biệt Ly càng là thành danh đã lâu một trong 10 đại cường giả. Nhai tí thú mặc dù rất mạnh, nhưng không có đột phá yêu đế, không thể hóa hình làm người, thực lực trung quy có hạn chế, sở dĩ tổng hợp xuống tới cũng chỉ có kim cương cảnh ngũ lục trọng dáng vẻ, giống như đột phá yêu đế, thực lực liền có thể phát sinh biến hóa long trời lở đất. Kỳ thật bất luận quá trình tự thấy kết quả, mặc kệ Giang giật dùng bất kỳ thủ đoạn nào, dù sao có thể xác định một sự kiện, Giang giật giờ phút này có thể có được lực kháng ba tên kim cương cường giả năng lực, thậm chí có thể nói hắn có được lực kháng ba tên kim cương cảnh ngũ trọng cường giả năng lực. Cái kết luận này vừa được ra, toàn bộ đại lục một mảnh xôn xao. Cái này đại lục kim cương ngũ trọng trở lên cường giả có bao nhiêu chỉ có 10 người, vẫn là tăng thêm đột nhiên xuất hiện hạ đình uy. Trừ bỏ xếp hạng thứ nhất Thủy U Lan, đệ nhị đại thiện tự lão hòa thượng, cùng gia các thanh vân, ngân hoa bà bà. Như vậy chỉ còn lại 6 người thanh long hoàng triều lão tổ tông, bắc mãng quốc tiêu long vương, bắc lương quốc sát đế cùng thanh long học viện dư viện trường, cùng Giang Biệt Ly Hạ Đình Huy. Bây giờ Hạ Đình Huy sinh tử chưa biết, Giang Biệt Ly bản thân bị trọng thương, trong thời gian ngắn có thể khôi phục không được. Giống như giờ khắc này Giang giật lặng yên kín đáo đi tới Bắc Lương Quốc, lại đi Thanh Long học viện, tiếp theo đi Bắc Mãng Quốc, cuối cùng đi Thiên Tinh Thành, từng cái tìm kiếm kim cương cường giả chém giết, như vậy đại lục không phải muốn đổi họ Giang. Sư viện trưởng luống cuống, lập tức lên đường đi Thiên Tinh Thành, Thánh Linh Quốc Lão Quốc Sư cũng truyền tống đi Thiên Tinh Thành, lăng tuyết truyền lệnh để tiêu long vương cùng sát đế tới cùng nhau thương nghị đối sách ước hẹn ba năm mới trôi qua một năm hắn thực lực đã đạt tới trình độ như vậy còn có thời gian hai năm tiếp tục cho hắn tu luyện có thể hay không đột phá thiên quân cảnh mọi người không biết nhưng nếu như không có biện pháp tốt sợ là ba năm kỳ đầy về sau mọi người chỉ có chờ chết rồi hưu linh thú sơn một cái bảng đại yêu thú bay vụt mà đến bắn thẳng đến đỉnh núi linh thú sơn học viện trong học viện rất nhiều đạo sư đều bị yêu thú khí thức kinh động băng băng mà tới thấy là nhai tí thú cùng giang giật về sau, lập tức đầy mắt kích động cùng hưng phấn. Giang giật thẳng tắp bay trở về hao tốn 4 năm ngày thời gian, thời gian lâu như vậy đầy đủ vương thành tin tức truyền khắp toàn bộ thần võ quốc, còn tại thần binh thành tề viện trưởng bọn người tự nhiên cũng nhận được tin tức, bọn hắn mặc dù còn tại nửa đường, nhưng cũng đem tin tức truyền về học viện. Sở dĩ giờ phút này giang giật trở về, học viện tự nhiên sôi trào, giang giật đơn thương độc mã sông sáo vương thành, không chỉ có mang về liễu ngọc đầu người, còn chém giết nghi là hung thủ lâm công công. Tin tức này quá làm cho người ta chấn phấn, để rất nhiều mờ mịt sợ hãi học viện đạo sư học viên tìm được lòng tin, có chút chủ tâm cốt. Ra Cát Thanh Vân chết rồi, tất cả mọi người rất là sợ hãi, sợ cái nào thế lực lớn đột nhiên công kích học viện, cướp đoạt học viện thuần hóa linh thú bí tịch, đến lúc đó sợ là toàn bộ học viện đều sẽ máu chảy thành sông. Giang giật thay học viện báo thù, cũng uy hiếp quần hùng, ai dám trêu chọc linh thú sơn học viện, vậy sẽ phải suy tính một chút giang giật có thể hay không nổi điên. Nhai tí thú chậm rãi rơi vào linh thú sơn học viện Nam Thành Môn trên quảng trường, giang giật mặt âm trầm nhảy xuống, đem nhai tí thú ném vào càn khôn điện, lại đem tô như tuyết tiền vạn quán bọn người phóng xuất, lúc này mới ánh mắt nhìn về phía chấn thủ học viện phó viện trưởng nói, viện trưởng di thể ở đâu ta đi tế bái thoáng cái. Tại viện trưởng trong sân, giang giật từng có bàn dao, sở dĩ vị này phó viện trưởng cũng không có đem ra các thanh vân an táng, mà là cất vào trong quan tài, chờ đợi Giang giật trở về, thời tiết này coi như dâm mát, di thể cũng là sẽ không bốc mùi. Giang giật xuất lĩnh mọi người trùng trùng điệp điệp đi tới hậu viện, tiến vào ra các thanh vân trong sân, vừa vào cửa liền thấy bên trong đều là lụa trắng miếng vải đen ánh nến hương giấy, một cỗ đen nhánh quan tài lớn bày ra tại viện tử chính giữa, mấy tên lớn tuổi nữ đạo sư chính tại đốt tiền giấy, mặt mũi tràn đầy rơi lệ. Bịch, Giang giật hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống, theo hỏa linh châu bên trong lấy ra liễu ngọc đầu, cung kính bắt đầu dập đầu, Tô như tuyết chiến vô song bọn người quỳ gối Giang giật sau lưng, quy quy củ củ dập đầu. Tô như tuyết một đôi mắt hồng hồng, gia cắt thanh vân một mực là nó kính trọng tiền bối, đối nàng cũng có chút chiếu cố, nếu không học viện nhiều như vậy hoàn khố công tử, dựa vào tề viện trưởng một người không có gia cắt thanh ngư ở sau lưng vật đầu, nàng đã sớm có thể xảy ra chuyện. Viện trưởng, liễu ngọc đầu người ta mang về, người an tâm lên đường đi. Giang giật dập đầu chín cái đầu, trong đôi mắt đều là trầm thống, bờ môi khẽ nhúc nhích nói một câu chỉ có chính hắn mới có thể nghe được lời nói, viện trưởng, chủ sử sau màn hẳn không phải là Hạ Đình uy cùng Lâm Thái Giám, bất quá. Người yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra rõ việc này, giúp người lấy lại công đạo. Vài ngày sau, tề viện trưởng bọn người chạy về, mọi người cùng một chỗ tiến biệt ra các thanh vân, đem hắn táng tại hậu viện anh linh trong các, nơi đó là lịch đại viện trưởng an táng chi địa. Các loại chờ ra các thanh vân hậu sự xong xuôi về sau, tề viện trưởng liên hợp sở hữu phó viện trưởng tìm được giang giật, thỉnh cầu hắn kế nhiệm viện trưởng chi vị. Linh thú Sơn học viện không có một tên kim cương cường giả, lại có được thuần hóa linh thú chân quý bí thuật, mà lại chỉ có linh thú Sơn viện trưởng mới có thể chế tạo linh thú phù. Còn có linh thú Sơn học viện có được mấy khối chân quý thần bia, đây đều là quý giá tài phú, giờ phút này đại lục dung chuyển, nếu không có một vị mạnh mẽ hữu lực viện trưởng, linh thú Sơn học viện tuyệt đối sẽ thảm tao hủy diệt. Mặc dù vị trí này sở hữu phó viện trưởng đều muốn, nhưng bọn hắn đều tự nhận là không có thực lực này cùng tư cách, sau khi thương nghị lúc này mới quyết định mời Giang giật rời núi. Không được, Giang giật không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt nói, năm đó viện trưởng để ta làm phó viện trưởng, ta đều cự tuyệt, ta tuổi trẻ quá nhỏ, khó có thể phục chúng, các học viên hội nghĩ như thế nào một ít học viên đều lớn hơn ta a à. Phục chúng, tề viện trưởng lộ ra một nụ cười khổ, nói, Giang giật, người không biết người uy vọng đừng nói học viên, liền xem như đạo sư cùng chúng ta mấy cái lão già, đều sẽ giơ hai tay tán thành người không làm ai làm ai có thực lực này cùng năng lực uy hiếp quần hùng. Ai, Giang giật khe khẽ thở dài nói, kỳ thật đây là thứ yếu, ta không dối gạt chư vị, ta cầu ra quá nhiều, ước hẹn 3 năm kỳ đầy, ta đều không có nắm chắc sống sót, các ngươi để cho ta đương viện trưởng, sẽ chỉ hại học viện A. Thanh Long Hoàng Triều, Thần Võ Quốc, Thánh Linh Quốc, Bắc Mãng Bắc Lương Quốc, Thanh Long Học Viện, Bách Hoa Học Viện, còn có một cái càng thiên cường đại võ điện. Giang giật bị đám người này ép tới hít thở không thông, Huyền Phong sự kiện lần này ra các thanh vân bị giết, cái kia phía sau màn hắc thủ càng làm cho hắn cảm giác được ngạt thở. Hắn cũng không biết còn có thể trèo chống bao lâu, lại thế nào dám liên lụy học viện. Phụ thuộc hắn người càng nhiều, trên người hắn trách nhiệm lại càng lớn, áp lực cũng càng lớn. Nói không chừng ngày nào không cần địch nhân giết, chính hắn liền sẽ bị ép vỡ. Ha ha, tề viện trưởng thê lương cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy chua xót nói ra: Giang Giật, ngươi làm viện trưởng này, chỉ cần ngươi không chết học viện còn có thể bảo tồn lại ngươi không làm viện trưởng này ta cam đoan không ra nửa năm học viện tuyệt đối hôi phi yên diệt trừ phi ngươi mỗi ngày ở tại trong học viện sở dĩ hoặc là ngươi thượng vị hoặc là chúng ta giải tán học viện đại gia đường ai nấy đi bất quá ta nghĩ lão viện trưởng dưới cử tuyền biết được tin tức này khẳng định cũng sẽ không nghỉ ngơi đúng đấy giang giật ngươi không đương viện trưởng bộ này viện trưởng ta cũng không làm dù sao tại đây cũng là chờ chết đúng Gia Cát Viện trưởng A, à, chúng ta có tội A, à, linh thú Sơn học viện kéo dài vạn năm, sợ là muốn tại chúng ta trên tay hủy. Còn lại Phó Viện trưởng nhao nhao phụ họa, Giang giật nội tâm trầm xuống, nhớ tới Gia Cát Thanh Vân tấm kia tràn đầy nếp uốn mặt, cắn răng đứng lên, quát khẽ nói, tốt A, à, ta coi như Viện trưởng này, chỉ cần ta Giang giật không chết, tự không ai có thể bước vào học viện một bước. chương 447, Tiểu Mỹ Nhân, Giang giật trở thành linh thú Sơn học viện Viện trưởng vừa tại rất nhiều người trong dự liệu, cũng tại rất nhiều người ngoài dự liệu, tại Linh Thú Sơn học viện công bố ra ngoài về sau, lại tại đại lục gây nên cực kỳ lớn chấn động. Trước kia Giang Giật là đại hạ quốc nhiếp chính vương, đại gia vẫn không cảm giác được đến cái gì, dù sao đại hạ quốc cơ hồ bị diệt quốc, khi đó thế nhân cũng cảm thấy ước hẹn 3 năm kỳ đầy về sau, đại hạ quốc trăm phần trăm sẽ bị diệt quốc. Một cái sẽ diệt phong quốc gia, đừng nói nhiếp chính vương, coi như quốc chủ trong mắt thế nhân cũng là chê cười đi. Giang Giật trở thành linh thú sơn học viện viện trưởng, cái này khác biệt, hơn nữa còn là hắn vương thành sau đại chiến mấy ngày thượng vị. Linh Thú Sơn là tam đại học viện một trong, vô số nhà tộc tử đệ, hàn môn thiếu niên trong lòng thánh địa, ai không muốn thuần hóa một cái phong cách linh thú, ai không muốn có được một cái cường đại linh thú cùng một chỗ chiến đấu, muốn có được linh thú, người chỉ có nghĩ biện pháp tiến vào học viện. Giang giật có thể chém giết lâm lão thái giám, trọng thương hạ đình uy giang biệt ly, thực lực tuyệt đối có tư cách sắp xếp đại lục 10 vị trí đầu, lại thêm linh thú sơn học viện viện trưởng vị trí, địa vị của hắn thẳng tắp tăng lên, đã cùng Thanh Long học viện Dư viện trưởng bọn người bình khởi bình tọa, là đại lục cấp cao nhất các vị trí cường giả một trong. Một cái chưa tròn 18 tuổi thiếu niên, lại có thể cùng đại lục uy danh hiển hách các vị trí cường giả bình khởi bình tọa, đây là cỡ nào làm người ta chấn động lòng người sự tình mặc kệ bởi vì quốc gia đối địch, từ đó cầu thị giang giật người cũng tốt, hoặc là rất nhiều cùng giang giật có thủ gia tộc tử đệ bọn họ, đều không thể không chịu phục. Đồng dạng là người trẻ tuổi, nhân ra lại so cha ngươi, thậm chí so ra ra ngươi đều mạnh, ngươi có thể không phục sao. Các ngươi muốn trở về, linh thú sơn học viện hậu viện, giang giật nhìn qua chiến vô song cùng tiền vạn quán, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, rất nhanh bác bỏ nói, không được, quá nguy hiểm, giờ phút này thần võ quốc rất loạn, các ngươi gia tộc tại thần võ quốc thế lực rất mạnh, nhưng vân phỉ không phải liền là tại thiên huyền quốc bị tập kích sao. Tiền vạn quán lo lắng nói ra, chính là bởi vì rất loạn, chúng ta mới muốn trở về, chúng ta mang theo nhiều người như vậy ra, giống như trong vương thành có gia tộc nhân tay không đủ a à, tiền tiết bọn người trở về cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau chiến vô xong gật đầu nói ta cùng vân phỉ hôn sự không thể kéo dài được nữa ta sau khi trở về lập tức phái người đi đón dâu nàng không ở bên cạnh ta ta tu luyện đều không an lòng không được giang giật chém đinh chặt sắt nói ra tiền tiết bọn người có thể đi trở về hai người các ngươi nhất định phải đi theo bên cạnh ta đón dâu cũng không cần giống chống khua chiêng phái người đi tới xính lễ ta để ngân hoa bà bà đem vân phỉ đưa tới, tại hạ vũ thành cho các người tổ chức một cái hôn lễ là đủ. Tin tưởng ta trực giác, các người trở về, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Chiến vô song cùng tiền vạn quán liếc nhau, hai người bất đắc dĩ thở dài, chiến vô song nói, tốt ra, vương thành giờ phút này đoán chừng cũng rất loạn, trắng trợn xử lý cũng không tốt, chỉ là ủy khuất vân phỉ. Không có gì ủy khuất, quay đầu ta cũng cùng như tuyết đại hôn, cùng một chỗ làm. Giang giật phung tay lên bá đạo hạ lệnh, trên người hắn bất chi bất giác đã dưỡng thành một loại khí thế, làm cho người tin phục. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía tiền vạn quán nói, vạn quán nếu không ngươi tìm một cái cùng một chỗ lấy. Ta, tiền vạn quán lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra nghĩ kết, đáng tiếc ta nhìn chúng người, nàng không thích ta, ta chướng mắt, cưới đến làm gì dùng. Vậy cứ như thế quyết định, để tiền thiết bọn người trở về trợ giúp hai vị bá phụ, vô song đại ca đưa tin để chiến bá phụ lập tức phái ra đón dâu đại quân, ta đưa tin để ngân hoa bà bà tự mình hộ tống đi hạ vũ thành, ba ngày sau chúng ta lên đường trở về. Giang giật làm ra quyết định, đi ra ngoài an bài sự tình, hắn tìm được tề viện trưởng, đi thẳng vào vấn đề nói ra, tề viện trưởng, viện trưởng vị trí ta ngồi, nhưng học viện sự tình còn muốn ngươi hao tổn nhiều tâm trí, ta ăn ngay nói thật đi, ta không có khả năng thời gian dài ở tại học viện, sở dĩ ta chỉ là trên danh nghĩa viện trưởng, chân chính viện trưởng là ngươi, đương nhiên có chuyện ta sẽ lập tức trở về. Cái này, Tề viện trưởng trần chờ, lập tức gật đầu bất đắc dĩ, nàng cùng còn lại phó viện trưởng cũng sớm dự liệu được, giang giật sẽ không nhúng tay học viện sự tình, cũng không có thời gian đến nhúng tay, mọi người mượn nhờ chỉ là uy danh của hắn cùng thực lực. Giang giật là viện trưởng, chỉ cần hắn không chết, học viện tựu không ai dám động, lâm thái dám chết liền là chứng minh tốt nhất, sở dĩ mọi người ngược lại là cũng an tâm. Tiền tiết bọn người ngày đó liền đi, chiến vô song cùng tiền vạn quán đi theo giang giật, so tại chiến ra tiền ra an toàn hơn, mọi người tự nhiên không cần nhiều lo lắng. Ba ngày sau, Giang giật bọn người lên đường hồi trở lại Hạ Vũ Thành, Linh Thú Sơn học viện có các vị phó viện trưởng đang vấn đề không lớn, có nhai tí thú theo Hạ Vũ Thành đến Linh Thú Sơn một ngày tiệu liền có thể đến, có chuyện đưa tin là đủ. Đem tất cả mọi người ném vào càn khôn điện, lần này nhiều một người, Giang Vân Hải. Cứ việc Giang Vân Hải vẫn như cố sợ liên lụy Giang giật, cái sau lại cố chấp phải mang theo hắn, Giang Vân Hải cũng không có biện pháp. Giang giật cùng Giang Tiểu Nô cưỡi nhai tí thú lên đường hồi trở lại Hạ Vũ Thành, Giang Tiểu Nô tại hai ngày trước tụ tỉnh, lần này khôi phục thời gian nhanh hơn rất nhiều, để Giang giật tô như tuyết đại hỉ. Nhai tí thú nguyên bản ngoại trừ Giang giật bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào đứng tại trên lưng nó, nhưng lại nhiều một cái Giang Tiểu Nô. Giang Tiểu Nô tại thế giới dưới mặt đất bên trong cứu được nó cùng Giang giật, kia thực lực khủng bố cũng làm cho nhai tí thú tâm sợ, giờ phút này Giang giật muốn dẫn lấy nàng, nhai tí thú tự nhiên không dám nói gì. Giang giật rất không tiếp đãi lâu được Giang Tiểu Nô, sở dĩ nội tâm có chút áy náy, giờ phút này vừa vặn theo nàng một ngày, hắn một đường đều không có tu luyện, bồi Giang Tiểu Nô thưởng thức phía dưới đại xuyên Sơn Hà. Giang Tiểu Nô cũng không nói chuyện, an tĩnh rúc vào Giang giật bên người, khóe miệng đều là mỉm cười ngọt ngào. Giang giật tiến vào vô thần cấm địa mấy tháng, Giang Tiểu Nô không ngừng tu luyện, thân thể cũng càng phát nảy nở, bộ ngực cũng có chút hùng vĩ, làn da cũng không tiếp tục phục năm đó đen nhánh, ngược lại trở nên trắng nõn chân mềm, Giang giật nhìn kỹ Giang Tiểu Nô vài lần, đột nhiên có chút xem ngây dại. Thiếu ra, thế nào trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu sao Giang Tiểu Nô nhìn thấy Giang giật kinh ngạc nhìn chính mình, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hơi nghi hoặc một chút sờ sờ mặt. Giang giật tỉnh ngộ lại, theo bản năng sờ lên Giang Tiểu Nô đầu nói, không, không bẩn, ta chỉ là đột nhiên phát hiện, nhà ta Tiểu Nô trưởng thành, trở nên đẹp, là một cái tiểu mỹ nhân. Thật sao, Giang Tiểu Nô đôi mắt đẹp sáng lên, gương mặt xinh đẹp càng đỏ, thẹn thùng cúi đầu, cũng rất nhanh đôi mắt ảm đạm đi, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm, thì thào, lại xinh đẹp thì có ích lợi gì thiếu ra đều không cần ta. a à, Giang giật thân thể chấn động, bởi vì một đường muốn dò xét tình huống, sở dĩ dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc thính lực, Giang tiểu nô thấp giọng thì thào nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn tâm thoáng cái loạn, tiểu nô từ nhỏ hắn liền xem như muội muội sao có thể lấy nàng thế nhưng là không cưới nàng. Xem tình huống này nàng cả một đời đều có thể sầu não uất ức a à. Giang giật nhức đầu, một đường trầm mặc suy nghĩ lung tung trong lúc vô tình hạ vũ thành đã đến hắn chỉ có thể tạm thời đem chuyện này vứt ở một bên chuẩn bị trước luyện hóa thiên thạch đem viên thứ ba tinh thần dị biến lại nói sang giật trở về toàn bộ hạ vũ thành sôi trào vương thành một trận chiến để đại hạ quốc toàn bộ con dân đều thấy được hy vọng cũng mở mày mở mặt thần võ quốc không phải rất mạnh sao năm đó không phải diệt đại hạ quốc mấy chục vạn đại quân sao không phải một mực như một cái mãnh hổ ép tới đại hạ quốc thấu không đi qua tới sao giang giật một người trực tiếp giết tới thần võ quốc vương thành. Giang giật đem mọi người phóng ra, coi thường quần thần, chuẩn bị bế quan luyện hóa thiên thạch. Chỉ là lư lão tướng quân rất đi mau đến, lại truyền tới một cái tin tức kinh người tiền thiết bọn người ở tại hồi trở lại vương thành trên đường, tao ngộ người thần bí công kích, hai nhà hơn một trăm thần du cường giả, toàn quân bị diệt chương 448, hưu chết vào tay ai? Giang giật dự cảm phi thường linh nghiệp, lần này chiến vô song cùng tiền vạn quán nếu là đi theo trở về, sợ là hai người cũng đã chết. Tiền tiết bọn người hết thảy 130 người, toàn bộ đều là thần du cường giả, thần du cường giả tối đỉnh nhiều đến 15 người. Đây là một cỗ rất lực lượng cường đại, cái này hơn 100 người đủ để san bằng bất luận cái gì một tòa thành nhỏ, có thể chém giết mấy vạn phổ thông đại quân. Nhưng cái này 100 hơn 30 người, tại thần võ quốc lãnh thổ bên trong, tại chiến gia cùng tiền ra địa bàn bên trên, công khai bị tập kích giết sạch, một người sống cũng không có còn lại, thậm chí đều không có người báo tin tức. Nếu không phải bên này chiến đấu thanh thế tương đối lớn, kinh động đến phụ cận đi ngang qua các vị thần du cường giả, sợ là giờ phút này mọi người vẫn chưa biết được. Chiến vô song cùng tiền vạn quán biết được tin tức này về sau, sắc mặt âm trầm đáng sợ, những cường giả này không sai biệt lắm là hai nhà một nửa tinh nhuệ, trong đó càng có hai nhà chi thứ tộc lão, một chút hai người đều muốn kêu thúc thúc bá bá, càng có một ít trưởng lão là nhìn xem hai người lớn lên. Vân Phỉ, Gia Cát Thanh Vân, Tiền Tiết, người thần bí. Giang giật nghe được tin tức sau trầm mặc, trong đầu nhanh chóng chuyển động, đem chuyện gần nhất sâu chuỗi lên, tinh tế phân tích, hắn mơ hồ ở giữa tựa hồ phát hiện một chút liên quan điểm. Nửa ngày về sau, hắn đôi mắt đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, khóe miệng lộ ra một tia lạnh ý, hắn rốt cục nghĩ thông suốt, cũng ẩn ẩn đoán được chủ sử sau màn thân phận. Võ Điện, người thần bí muốn giết phân Phỉ, muốn giết ra các thanh vân cái này đều bình thường, nhưng giết tiền tiết bọn người lại không bình thường, tam giả ở giữa liên hệ, kia chỉ có cùng nhau theo Tây Hải trở về. Tây Hải có cái gì? Thế giới dưới lòng đất, hung tàn ma tinh đằng, kinh khủng thi nhân. Cái này thế giới dưới lòng đất không phải minh giới, bên trong rõ ràng ẩn giấu đi một cái kinh thiên bí mật, mà có người không muốn để cho cái này đại bí mật lộ ra ánh sáng tại thế, sở dĩ biết rõ cái này thế giới dưới lòng đất người đều muốn chết. Thủy U Lan nói qua, huyền phong sự kiện rất có thể là cơ thánh nữ bảy kế, mục đích là dẫn dụ Giang giật đi chịu chết, mượn nhờ ma tinh đằng lực lượng chém giết hắn. Cơ thánh nữ nếu biết nơi đó có ma tinh đằng, kia rất có thể biết rõ phía dưới thế giới dưới lòng đất, thế giới kia cũng có thể là cùng võ điện có liên hệ nào đó. Võ điện thế lực lớn bao nhiêu, ai cũng không biết, nhưng nếu muốn ở linh thú Sơn An bài một con cờ quá đơn giản, võ điện tổng điện chủ nghe nói thực lực thâm bất khả chắc nếu như là hắn xuất thủ chém giết ra các thanh vân, hết thảy đều phù hợp lẽ thường còn có chặn đường tề viện trưởng đám người người thần bí vây giết phân phỉ người thần bí cùng lần này tiền tiết đám người chết thần võ quốc là tiền ra chiến ra địa bàn tiền tiết bọn người thế mà tại địa bàn của mình bị nhân thần không biết quỷ không hay vây giết lớn như thế năng lượng giang giật tin tưởng thanh long hoàng triều không có thực lực này mà võ điện tự có thực lực này bởi vì toàn bộ đại lục sở hữu thành trì đều có võ điện phân bộ mỗi cái trong võ điện ẩn núp bao nhiêu người lại có bao nhiêu lớn nhỏ gia tộc bị võ điện khống chế, ai cũng không biết. Lần trước bên trên vương thành, theo tiền quỹ trong giọng nói, hắn đối võ điện cũng không hiểu rõ, như thế một cái quái vật khổng lồ tiềm phục tại đại lục mỗi một hẻo lánh, còn theo lịch sử có kỷ nguyên tựu tồn tại, bọn hắn thế lực lớn bao nhiêu bọn hắn muốn chặn giết hơn 100 thần du cường giả, không phải dễ như trở bàn tay sao. Vừa vào võ điện sâu như biển, từ đây thiên đường là địa ngục, Giang giật hồi tưởng lại ra các thanh vân năm đó đã nói, hắn nói võ điện mời chào qua mấy trăm tên vinh dự trưởng lão, toàn bộ cuối cùng đều mất thích, hắn biết tự có mấy trăm tên cường giả, không biết đây này. Võ điện thế lực lớn đến tưởng tượng của ngươi bên ngoài. Hắn lại nghĩ tới thiên võ thành võ điện điện chủ lời nói, sắc mặt từ từ lạnh, lần này hắn chọc tới một cái vô cùng cường đại địch nhân, so thanh long hoàng triều lão tổ tông, tiêu long vương bọn người cộng lại còn muốn cường đại địch nhân gấp mấy lần. Trọng yếu nhất chính là, Võ điện núp trong bóng tối, tự liền võ điện tổng bộ ở đâu cũng không biết, hắn luôn không khả năng xuất lĩnh đại quân đem võ điện từng cái phân điện hủy đi a à, sở hữu thành trì đều có võ điện, đây không phải là muốn nhất thống đại lục. Âm thầm địch nhân kinh khủng nhất, còn muốn tăng thêm một tên hắn chí như yêu cơ thánh nữ, theo vân phỉ ra các thanh vân tiền tiết đám người sự tình đó có thể thấy được, người này bày mưu nghĩ kế, tính toán không bỏ sót. Làm ba kiện đại sự, thậm chí đều không có nửa điểm dấu vết để lại lưu lại, đoán chừng giờ phút này toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có hắn cùng Thủy U Lan có chút ngờ vực vô căn cứ đi. Một cái dấu ở chỗ tối cường đại địch nhân, tự tựa như trong hư không ẩn giấu đi một cái giữ tợn quái thú, ai cũng không biết khi nào hội rũi ra kinh khủng răng nanh đưa người xé nát, loại cảm giác này nhất là khó chịu, cũng dễ dàng để cho người ta phát cuồng sụp đổ. Giờ khắc này, Giang giật đều có loại muốn mang lấy toàn bộ người chạy ra thiên tinh đại lục ý nghĩ, tên địch nhân này quá kinh khủng, hắn sợ tất cả mọi người hội lặng yên bị từng cái giết chết, thịt nát xương tan. Bất quá, hắn rất mau đem ý nghĩ không thực tế này dứt bỏ, tôi như tuyết sẽ không bỏ xuống con dân của hắn, hắn đối đại Hạ Quốc cũng có tình cảm, còn nhiều thêm một cái linh thú sơn học viện, hắn có thể đi thẳng một mạch, nhưng đời này lương tâm đều khó mà an ổn. Cả một đời tại bất an, ái náy bên trong vượt qua. Đây không phải hắn muốn sinh hoạt, sở dĩ hắn rất nhanh nhặt lại lòng tin, quyết định, tử chiến đến cùng. Truyền lệnh cho Ngân Hoa bà bà, để nàng lập tức đem Vân Phỉ đưa tới, không cần chờ đón dâu đại quân đi, cũng làm cho chính nàng cẩn thận một chút. Đồng thời truyền lệnh cấp thủy quan chủ, để nàng cẩn thận phòng bị cơ thánh nữ. Thứ hai, vạn quán cùng vô song đại ca, cùng các ngươi tất cả mọi người, không được rời đi vương cung, ai dám kháng mệnh cũng đừng nhận ta giang giật. Giang giật mệnh lệnh có chút không thể tưởng tượng, nhưng dứt khoát quả quyết không cho bất luận kẻ nào chất vấn, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Như Tuyết, tiếp tục nói, "Như Tuyết, chúng ta đại hôn trì hoãn, ta nhất định phải lập tức bế quan, chuẩn bị cho ta đầy đủ thiên thạch, tiểu nô, người cũng lập tức bế quan. Ông, giang giật trong tay càn khôn điện sáng lên, nhai tí thú ra phía ngoài giữa không chung, hắn đối nhai tí thú hạ lệnh, yêu vương, ta muốn bế quan tu luyện, lĩnh hội vu thuật. Ta bế quan thời gian người tỏa trấn vương cung, thời khắc đề cao đề phòng, vừa có người khả nghi tiến vào vương cung, ngay tại chỗ giết chết. Liên tiếp hạ mệnh lệnh tới, tất cả mọi người theo giang giật trong giọng nói phát hiện một tia ngưng trọng, xem ra sự tình so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn vậy ta tra bọn hắn làm sao bây giờ tiền vạn quán có chút lo lắng hỏi vương thành đại loạn tiền tiết bọn người bị chém giết sạch sẽ tại tiền vạn quán xem ra là có người muốn đối phó tiền ra cùng chiến ra chiến vô xong cũng rất là lo lắng giang giật nghĩ nghĩ trả lời hai con đường đệ nhất các ngươi hai nhà tiếp tục đóng giữ vương thành đồng thời phân tán ra tộc tử đệ ta đoán chừng sẽ không có thế lực lớn hội diệt các ngươi hai nhà lần này chỉ nhằm vào tiền tiết bọn hắn đệ nhị cả tộc di chuyển đến hạ vũ thành chẳng qua nếu như ta chết đi các ngươi hai nhà tuyệt đối phải bị diệt tộc các ngươi đem tin tức này truyền cho hai vị bá phụ chính bọn hắn cân nhắc đi ừm tiền vạn quán cùng chiến vô song nhẹ gật đầu hai người đi theo giang giật không nhất định hội liên lụy gia tộc nhưng giống như cả tộc di chuyển tới một khi giang giật chết rồi tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không lư lão tướng quân giang giật đi ra bên ngoài đối lư lão tướng quân quát khẽ nói bắt đầu từ hôm nay vương cung bên trong không muốn bất luận cái gì thủ vệ, chỉ để lại một chút cung nữ thái giám, thực lực đạt tới thần du cảnh thái giám cung nữ một cái không muốn. Truyền mệnh lệnh của ta, vương cung bên trong có nhai tí thú thủ hộ, không có mệnh lệnh dám xông loạn vương cung, giết chết bất luận tội. Thủ bích thanh giã, võ điện không phải có rất nhiều ẩn tàng quân cờ sao giang giật một ngoại nhân đều không cần, mặc cho cơ thánh nữ có thông thiên trí tuệ, nếu muốn giết hắn giang giật, chỉ có cường công. Hắn có cửu thiên long viêm, nhai tí thú yêu vương đỉnh phong, Giang Tiểu Nô sau khi biến thân chiến lược kinh thiên, vương cung bên trong tương đương có ba tên kim cương ngũ trọng cường giả. Ước hẹn ba năm chưa đầy, Thanh Long Hoàng Triều Lão Tổ Tông không có khả năng công khai đến tiến đánh. Phụng trộm dở cho quỷ, tới một cái giang giật giết một cái, đến hai cái giết hai cái, trừ phi võ điện có được thiên quân cấp bậc cường giả, hoàn toàn không e ngại yêu hậu, sở dĩ tiếp xuống trong vòng hai năm, vương cung bên trong là tuyệt đối an toàn. Tô như tuyết tiền vạn quán bọn người, nghe được gian giật mệnh lệnh đôi mắt đều phát sáng lên, còn có hai năm gian giật nếu là lại có lớn đột phá, hưu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. chương 449, nửa năm, gian giật bố trí rất không tệ, vương cung bên trong đạt tới thần du cấp bậc võ giả toàn bộ đuổi ra ngoài, chỉ để lại một chút thực lực nhỏ yếu cung nữ thái giám. Đồng thời lưu lại vẫn là một chút lão thái giám, lão cung nữ, hầu hạ tô ra ít nhất mấy chục năm, trình độ lớn nhất lần tránh gian tế ẩn thân tại vương cung khả năng. Tô Như Tuyết đăng cơ lúc, bởi vì Hạ Vũ Thành bên trong nhân tâm hoảng sợ, thành nội bị các đại thế lực đón mua rất nhiều quan viên, những quan viên kia cũng nghĩ biện pháp sắp xếp gian tế tiến vào vương cung. Kết quả lần này tốt, Giang giật ra lệnh một tiếng, Tô Như Tuyết phía trước tuyển nhận vào đây cung nữ thái giám toàn bộ đuổi đi ra, vương cung bên trong cũng không cần cấm vệ quân, chỉ để lại 100 trung thành nhất thần du cường giả thay phiên thủ vệ cung môn. Cái này 100 người chỉ phụ trách không cho hạng giá áo túi cơm trà trộn vào vương cung là đủ, còn như vương cung phương diện an toàn có nhai tí thú tại, coi như sông tới một vạn thần du cường giả cũng là không tốt. Giang giật bế quan về sau, Tô như tuyết còn tiếp tục thanh tra một lần, phàm là có hiểm nghi người lần nữa loại bỏ ra ngoài, nguyên bản vương cung nội có mấy ngàn người, mấy vòng quét sạch về sau, cuối cùng thế mà còn lại không đến 300 người. Tô gia tộc nhân cơ hồ chết hết, tô như tuyết cũng là nữ tử, không cần hậu cung ba ngàn, sở dĩ vương cung bên trong chủ tử chỉ cần mấy người, 300 người phục thị mấy người đầy đủ. Tô Như Tuyết cũng không đi ra, chỉ là mỗi ngày tại vương cung nhất giãn ra đại điện bên trong triệu kiến quần thần, xử lý xong chính sự về sau, lập tức phân phát quần thần ra ngoài. Không có triệu kiến bất luận kẻ nào dám tự tiện tiến vào vương cung, Giang giật thế nhưng là hạ lệnh, giết chết bất luận tội. Giang tiểu nô bế quan, chiến vô song bế quan, chiến lâm nhi cũng bế quan, tiền vạn quán thì bắt đầu điều khiển tiền ra bên ngoài sản nghiệp, mỗi ngày bận tối mày tối mặt. Tiền ra chỉ có một người có tư cách tiến vào vương cung, đem phía ngoài tin tức mang vào, lại đem tiền vạn quán chỉ lệnh phát ra ngoài. Chiến Nhất Minh cùng Tiền Quý không có lựa chọn đến Đại Hạ Quốc, Tiền Vạn Quán cùng Chiến vô song tại cái này, đã là lưu lại một đầu đường lui. Loại này đại gia tộc không có khả năng đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ, đương nhiên dùng năng lực của bọn hắn cũng sẽ không không có an bài, đoán chừng đã sớm bắt đầu dự để đường rút lui, chuyển di sản nghiệp loại hình. Toàn bộ đại lục lại trở nên bình tĩnh, bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh. Hạ Đình Huy không còn xuất hiện, không biết chết còn tại trốn ở một chỗ dưỡng thương, thần võ quốc có giang biệt ly tại cũng không loạn lên nổi. Giang giật việc này thanh long hoàng triều cùng tiêu long vương bọn người, thế mà rất quỷ dị không có phát ra bất kỳ thanh âm, tựa như chưa từng xảy ra. Bất quá việc này, kỳ thật cũng không tốt truy cứu, dù sao Liễu Ngọc là thủ phạm, tiến vào vương thành, giang giật là ra cát thanh vân báo thủ cũng rất bình thường. Liễu Ngọc tại thần võ quốc rêu rao khắp nơi một đường chạy trốn, thần võ quốc không có nửa điểm biểu thị, cuối cùng trả lại nhân gia tiến vào vương thành, cái này có thể quái giang giật sao. Thủy Nguyệt Quan, đại thiện tử cũng rất yên tĩnh, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Lúc đầu dựa theo lẽ thường, việc này bọn hắn nhất định phải phát ra thông cáo duy trì giang giật, bất quá tiêu long vương bọn hắn trầm mặc, bên này đương nhiên sẽ không lại ở không đi gây sự. Yêu hậu một mực tại tam vạn đại sơn bên trong bế quan tu luyện, tiểu hồ ly cũng cũng không có đi ra, ai cũng không biết yêu hậu cũng không biết rõ việc này, vẫn là không thèm để ý hết thảy lại khôi phục nguyên trạng, nên sinh hoạt tiếp tục sinh hoạt, nên tu luyện tiếp tục tu luyện, nên tán gái hưởng lạc tiếp tục hưởng lạc. Đương nhiên mọi người trà dư tử hậu, nói chuyện tiêu điểm thường thường đều là giang giật, có hâm mộ, ghen tị, sùng bái, tức miệng mắng to, không phải là hắn không gả. Giang giật ngược lại là mắt điếc tai ngơ, hắn một người tại phiêu trong tuyết cung một cái trong tầm cung bế quan. Hắn không ra, thậm chí tô như tuyết cũng không thể đi vào. Thần mạch bị khai quật hơn phân nửa, đạt được đại lượng thiên thạch, ít nhất có hơn một ngàn mai thiên thạch, đầy đủ giang giật dùng rất lâu. Cái thứ ba tinh thần bên trong nguyên lực đã đạt tới một nửa, hắn chỉ cần lại luyện hóa hơn 100 mai liền có thể dị biến, đến lúc đó hắn nguyên lực liền có thể so kim cương cảnh cường giả, hắn đã cảm ngộ trung giai đạo văn, nguyên lực đuổi theo hắn liền là thực sự kim cương cường giả. Hắn không ngừng luyện hóa thiên thạch, đói bụng cũng làm người ta đưa thức ăn vào đây, mệt mỏi ngã xuống nhất tựu ngủ, phiền tựu lính hội vu thuật, hắn nhất định phải nắm chắc mỗi một khắc chuông, để thực lực tăng lên hắn không hiểu có loại cảm giác, thời khắc nguy hiểm sẽ đến, vị kia cơ thánh nữ tuyệt đối sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian, hắn thực lực nói thêm thăng một phần, liền có thể thêm một chút hy vọng sống. Nửa tháng sau, ngân hoa bà bà tới, nàng đem vân phỉ cho mang đến, giang giật phá lệ suốt quan một ngày nghinh đón vân phỉ. Ngân hoa bà bà đạt được giang giật đưa tin cùng cảnh cáo, làm một chút an bài, truyền khắp một cái giả tin tức, nói vài ngày sau chiến ra đón dâu đại quân sắp đến, vân phỉ sẽ xuất giá, mà nàng cùng Vân Phỉ lại nửa đêm lặng yên đi, việc này chỉ có Vân Kình ban ngày cùng Vân Hiền biết rõ. Một đường đều là theo lòng đất vạn lý phía dưới ghé qua, cho dù có người muốn truy tung cũng không có cách, sở dĩ một đường ngược lại là an toàn. Bởi vì giang giật cùng tô như tuyết hôn kỳ kéo dài, sở dĩ hai người cũng không thể đám cưới, chỉ là tại ngân hoa bà bà giang vân hải tô như tuyết giang giật bọn người chứng kiến dưới, đơn giản cử hành một cái hôn lễ. Tô như tuyết vốn có tâm tùy ý xử lý thoáng cái, cùng giang giật kết hôn, nhưng Giang giật không đồng ý, cho rằng dạng này quá ủy khuất nàng. Hắn muốn đợi thực lực có bay vào tính tiến bộ, có được trăm phần trăm năng lực tự vệ về sau, lại nở mày nở mặt cưới tô như tuyết. Vân phỉ cũng không cảm thấy ủy khuất, nàng cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ cần có thể cùng chiến vô song cùng một chỗ liền tốt, tiền vạn quán cực kỳ hưng phấn, nửa đêm chuẩn bị đi náo động phòng, kết quả bị chiến vô song một gước đá ra. Giang giật ngày thứ hai lần nữa bế quan, ngân hòa bà bà cũng lặng yên trở về, tiêu trong tuyết cung ngoại trừ nhiều một cái tân nương tử bên ngoài hết thảy như cũ chiến vô song bồi vân phỉ mấy ngày sau hai người song song bế quan vân phỉ đạt được một phần đặc thù tân hôn lễ vật phù thần thập đại vô thuật còn có mấy trăm quyển thật dày cấm chế học bản này liền là vân gia đồ vật phù thần cũng nói có thể truyền cho vân gia con em giang giật đương nhiên sẽ không keo kiệt trôi qua bình thản mà phong phú đại hạ quốc tại tôi như tuyết quản lý hạ phát triển không ngừng tựa hồ hết thảy đều tại chiều phương diện tốt phát triển giống như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ mấy năm sau, Đại Hạ Quốc sẽ khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Đáng tiếc, có người hiển nhiên không muốn để cho Giang Giật trôi qua như thế thả tĩnh an giật. Cơ thánh nữ, chúng ta người toàn bộ bị Giang Giật chạy ra, vương cung bên trong biến thành cấm địa, chúng ta mất đi Giang Giật hết thảy tin tức. U Minh cửu huyên đại điện bên trong, Phó điện hai đại trưởng lão một trong từng trưởng lão. Có chút bất đắc dĩ thở dài, sở hữu cùng giang giật có liên quan người đều tiến vào vương cung, vân phỉ cũng bị tiếp tới, Giang Vân Hải chúng ta người muốn động thủ đã muộn, Giang giật vườn không nhà trống, không có kẽ hở, trừ phi cường công, nếu không chúng ta căn bản không có cách nào giết chết hắn. Tiểu tử này quá thông minh, một tên khác họ lỗ trưởng lão cũng trầm giọng nói cái kia loại hỏa diễm làm sao tới hơn nữa nhìn tình huống lại lấy không hết, dùng mãi không cạn mà lại tiểu tử này quá tà môn, thực lực tăng lên quá nhanh, nếu như chúng ta các loại chờ 2 năm, sợ là tổng điện chủ trở về cũng ép không được hắn a. Gấp cái gì, Cơ thính vũ rủ xuống lông mày an tỏa, bưng một chén nước trà nhẹ nhàng thổi, mà thượng phong khinh vân nhạt, động tác yêu nhã đến cực điểm, nàng nhấp một miếng nước trà, lúc này mới nâng lên ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nói ra, dục tốc bất đạt, nửa năm, chỉ cần nửa năm sau, ta cam đoan giang giật hẳn phải chết. chương 450, Quỷ Tài Nửa năm, từng trưởng lão cùng lỗ trưởng lão lướt nhau, từ đối phương trong mắt nhìn thấy đều là nghi hoặc, hắn mở miệng hỏi cơ thánh nữ, cái này nửa năm nhưng có thuyết pháp. Cơ thính vũ đoạn thời gian trước một loạt an bài, xem như đem hai người triệt để khuất phục. Nhất là diệt sát ra các thanh vân, xuất thủ vẫn là từng trưởng lão, hắn vốn cho là còn sẽ có một trận ác chiến, kết quả một kích thành công, không có để lại nửa điểm vết tích. Trọng yếu nhất chính là, cơ thính vũ mưu kế cho nên ngay cả hoàn mà tính, ra các thanh vân chết, chỉ là trong đó một cái khâu, đằng sau dẫn dụ giang giật đi vương thành mới là mấu chốt. Nguyên bản hai người đều tưởng rằng thiên phương dạ đàm, kết quả cơ thính vũ tính toán chết hạ đình uy không sẽ phái người truy nã liễu ngọc cuối cùng thành công đem giang giật dẫn đi vương thành bắt đầu bọn hắn còn cho rằng giang giật hẳn phải chết không nghi ngờ cuối cùng lại là giang giật đại thắng bất quá đem cường đại thần võ quốc cho đánh cho tàn phế đôi này võ điện tới nói cũng là một việc đại hảo sự thần võ quốc sự tình kết hai người coi là không sao không nghĩ tới cơ thính vũ đằng sau còn có an bài nàng tựa hồ có thể biết trước tính tới tiền tiết bọn người hội trở về trước đó phái người tại thần võ quốc bên trong sớm mai phục nhất cử đem tiền tiết bọn người cho chém giết hết thảy hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ cứ việc ngoài ý muốn chạy trốn vân phỉ hạ đình uy cũng không giết chết giang giật nhưng hai người đều thật sâu bị cái này chỉ có mười mấy tuổi đẹp đến nỗi người hít thở không thông nữ tử hù dọa tâm trí của người này quá cao nếu như nói giang giật là vạn năm khó khăn ra đan võ đạo thiên tài người này liền là vạn năm khó khăn ra quỷ tài cái này hiển nhiên có nói pháp cơ thính vũ huyền chuyển mà cười tựa như một cái tiểu muội nhà bên ngọt ngào nàng đứng dậy theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra một phần địa đồ để lên bàn hai tên trưởng lão lập tức đi tới cơ thính vũ xum xuê ngọc thủ cũng rơi vào một cái địa điểm bên trên chậm rãi nói ra giang giật chỗ sữa lớn nhất là cái gì là nơi này vị này nếu như chúng ta rút củi dưới đáy nồi chỉ cần vị này không còn như vậy thanh long hoàng triều lăng lão quỷ có thể hay không lập tức xuất thủ giết chết giang giật yêu hậu hai vị trưởng lão nhìn thấy cơ thính vũ chỉ vào tam vạn đại sơn vị trí hai người càng thêm không hiểu từng trưởng lão hỏi thánh nữ giang giật chỗ dựa cũng không chỉ yêu hậu a còn có thủy u lan cùng đại thiện tử cái kia lão quỷ ân còn có ngân hoa bà bà những cái kia đều không đủ vi lự cơ thính vũ lắc đầu nói thủy u lan cùng lão hòa thượng đều hẳn là đối với chúng ta võ điện có chút hiểu rõ các nàng sẽ giúp giang giật nhưng sẽ không vào chỗ chết giúp dù sao các nàng sau lưng cũng không phải một người còn có thủy nguyệt quan cùng đại thiện tử các nàng nhất định phải là tông môn cân nhắc ngân hoa bà bà thực lực quá thấp không cần cân nhắc chỉ cần đem yêu hậu lấy đi giang giật liền là một cái không có răng lão hổ muốn chơi thế nào thì chơi thế đó thánh nữ nói có lý một mực rất hít mở miệng lỗ trưởng lão gật đầu lập tức vừa nghi nghi ngờ hỏi vấn đề là vị này chiến lực kinh thiên coi như tổng điện chủ trở về cũng không có cách nào giết chết nàng a ha. ha ha chúng ta không cần giết chết nàng chỉ cần để nàng rời đi đại lục là đủ. Cơ thính vỗ tay nhắm hướng đông bên cạnh di động, chỉ hướng phía đông biển cả, nói ra cái này mấy ngày ta tra xét rất nhiều tư liệu, nửa năm sau đông hải bên này lại có một lần thú chiều. Thú chiều các người nghe nói qua chứ chỉ cần chúng ta ra tay giúp đỡ đem lần này thú chiều quy mô làm lớn một chút, người nói yêu hậu có thể hay không tâm động có thể hay không rời đi. Thú chiều, hai vị trưởng lão triệt để mơ hồ, thú chiều bọn hắn ngược lại là biết rõ, trong lịch sử Đông Hải bên kia cũng phát sinh qua rất nhiều lần, thú triều lúc trong nước hải yêu hội bạo động, chém giết lẫn nhau. Mấy trăm năm trước Đông Hải cũng phát sinh qua một lần thú triều, còn liên lụy thiên tinh đại lục, vô số hải yêu bạo tẩu chém giết lẫn nhau, tựa như phát điên, toàn bộ Đông Hải kia mấy ngày thời gian, nước biển đều trở nên đỏ như máu, mặt biển nổi lơ lửng đếm không hết hải yêu thi thể, nhìn thấy mà giật mình. Năm đó lần kia thú triều, còn liên lụy hải yêu chi vương, bắc lương quốc thiền hải khu vực, đại lục cường giả đều chứng kiến trăm con yêu vương chém giết lẫn nhau, lúc ấy toàn bộ đại lục cường giả đều hội tụ, sợ những cái kia yêu vương huyết tẩy đại lục, việc này rất nhiều gia tộc hẳn là đều có ghi chép. Nửa năm sau Đông Hải lại có thú triều điểm này cơ thính vũ làm sao dự phán ra còn có. Thú triều cùng yêu hậu có quan hệ gì thú triều sau yêu hậu tự nhất định sẽ rời đi. Hai người trưởng lão đem nội tâm kinh nghi ném ra ngoài, cơ thính vũ cười nhạt một tiếng, bưng lên nước trà uống một ngụm, u u nói ra, ta tra duyệt rất nhiều tư liệu, yêu hậu cũng không phải là phổ thông linh hồ, mà là thiên hồ nhất mạch, Ngược dòng tìm hiểu đến thiên tinh đại lục lịch sử mấy ngàn trước, đại lục cũng không có thiên hồ ghi chép, sở dĩ ta kết luận yêu hậu là từ bên ngoài tới, vừa vặn. Phía đông có cái rất nổi danh đại lục tự gọi thiên hồ đại lục. Thiên hồ đại lục, từng trưởng lão con người co rụt lại, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có cái thiên hồ đại lục, nhưng coi như yêu hậu đến đến thiên hồ đại lục lại như thế nào. Cơ thính vũ khóe miệng nụ cười càng thêm mê người, trong mắt đẹp lóng lánh trí tuệ quang mang, rất khẳng định nói ra, thiên hồ đại lục chúa tể liền là thiên hồ nhất tộc, nơi đó vạn linh đều là thiên hồ nhất tộc nô lệ, bao quát nhân loại. Sở dĩ, thế giới bên ngoài nhân loại cường giả, đối thiên hồ nhất tộc rất là bất mãn, thiên hồ nhất tộc cũng rất ít rời đi bọn chúng đại lục. Nếu không tao ngộ nhân loại cường giả tối đỉnh sẽ bị đuổi giết, hoặc là bắt là linh thú. Yêu hậu tại đại lục thành danh thời điểm vẫn là yêu vương, còn không có hóa hình A thử hỏi một cái không có hóa hình thiên hồ, nếu như không có đặc thù nguyên nhân, làm sao lại rời đi thiên hồ đại lục. Ừm, thánh nữ nói có đạo lý, từng trưởng lão gật một cái nói, thánh nữ y tứ, yêu hậu năm đó là bị thiên hồ đại lục cửu ra truy sát, bị ép rời đi cố thổ, lẩn trốn đến thiên tinh đại lục tu luyện, chờ thực lực cường đại lại quang minh chính đại phản sát trở về, báo thù rửa hận. Lỗ trưởng lão còn có mê hoặc, hỏi coi như những này suy đoán hết thảy chính xác. Thánh nữ lại thế nào cam đoan thú chiều về sau, yêu hậu sẽ rời đi, trở về thiên hồ đại lục, cho nên chúng ta mới muốn đem thú triều làm lớn một chút cơ thính vũ cười đến cùng một cái như hồ ly đưa tay tại đông hải một điểm nói đông hải rất nguy hiểm coi như yêu hậu thực lực đều không nhất định có thể vượt qua giống như lần này thú triều so trong lịch sử đều muốn quy mô đại tử thương cường đại hải yêu sẽ thêm bên trên mấy lần giống như ngươi là yêu hậu có thể hay không từ bỏ cơ hội lần này phải biết yêu hậu thọ nguyên thế nhưng là không nhiều lắm chẳng lẽ lại nàng còn phải đợi lần sau thú triều kia nàng đời này cũng chỉ có thể chết già ở thiên tinh đại lục Lợi Hải, từng trưởng lão cùng lỗ trưởng lão lướt nhau, hai người đều âm thầm kinh hãi, cơ thính vũ hết thảy suy đoán đều để ý tới có thể theo, mặc dù nghe tựa như thiên phương dạ đàm, nhưng rất nhiều lần hai người đều cảm giác hoang đường sự tình, cuối cùng đều bị cơ thính vũ tính được một tia không kém, giống như lần này yêu hậu thật rời đi, hai người sợ là muốn đối cơ thính vũ đầu dạp xuống đất. Trên thực tế, giống như yêu hậu ở đây nghe được cơ thính vũ, đoán chừng cũng sẽ đầu dạp xuống đất. Từng trưởng lão hai người trầm mặc thật lâu, cẩn thận suy nghĩ cơ thính vũ lời nói, cuối cùng hai người cắn răng nhẹ gật đầu, từng trưởng lão ánh mắt nhìn về phía cơ thính vũ nói, thánh nữ, muốn làm sao phối hợp ngươi hạ mệnh lệnh đi, chỉ cần yêu hậu có thể đi, lớn hơn nữa hy sinh đều đáng giá, giang giật phải chết. Không nghiêm trọng như vậy, cơ thính vũ thu hồi địa đồ, ngồi xuống lại, uyển chuyển cười nói, hai vị trưởng lão an tỏa, chậm đợi nửa năm sau, thú triều tiến đến lúc thính vũ chỉ cần lược thi tiểu kế liền có thể để lần này thú chiều quy mô lớn hơn gấp 10, gấp trăm lần, Đến lúc đó toàn bộ Đông Hải đều sẽ biến thành một mảnh huyết hồng, thật là là cỡ nào hùng vĩ tràng diện a. À. a, à, hai vị trưởng lão nhìn xem cơ thính vũ kia như hoa gương mặt xinh đẹp, có loại cảm giác không rét mà run, đây là một đóa có độc hoa hồng a, à, nghe hương hẳn phải chết. Chương 451, tiểu tử này xem như triệt để phế đi. Thời gian như luồng gió mát thổi qua núi đồi, Lặng Yên vô tức di chuyển, chớp mắt hơn 3 tháng đi qua. Giang giật co đầu rút cổ cùng vườn không nhà chống biện pháp phi thường tốt, cơ thính vũ không có gãy, lang tuyết mấy người cũng không dám động, dù sao có võ điện đối phó giang giật, các nàng lại không phải người ngu làm sao lại làm loạn tọa sơn quan hổ đấu liền tốt. Sở dĩ đại lục mấy tháng này đến bình tĩnh đáng sợ, hạ vũ thành bên trong càng thêm bình tĩnh, giang giật toàn lực luyện hóa thiên thạch, tại đêm qua cũng rốt cuộc luyện hóa hơn 100 mai thiên thạch, viên thứ ba tinh thần bên trong nguyên lực liền muốn đầy. Hắn cố ý xuất quan một chuyến, để nhai tí thú đề phòng, cũng làm cho giang tiểu nô đình chỉ tu luyện, chuẩn bị xung kích một khắc cuối cùng. Như thế thời khắc mấu chốt, có thể dung không phải nửa điểm phạm sai lầm, vạn nhất địch nhân có công kích, nhai tí thú cùng Giang tiểu nô cũng có thể ngăn cản một hồi. Sắp xếp xong xuôi về sau, hắn lần nữa bế quan, từng mai từng mai thiên thạch nhanh chóng luyện hóa, để viên thứ ba tinh thần bên trong nguyên lực đạt tới cực hạn. Theo nguyên lực không ngừng tăng nhiều, viên thứ ba tinh thần không có gì bất ngờ xảy ra bắt đầu bành trướng, co rút lại còn lại 7 viên tinh thần hấp thu chút ít nguyên lực cấp tốc hướng viên thứ 3 tinh thần vào tới, gia tốc viên thứ 3 tinh thần bành trướng tốc độ. Suy suy, hạ vũ thành trên không, phong vân lại biến sắc, thiên địa nguyên khí hướng bên này điên cuồng vào tới, toàn bộ thành trì trên không hàn phong mãnh liệt, mây trắng hội tụ, đừng nói cường giả coi như người bình thường đều có thể cảm nhận được khác biệt. Hạ vũ thành bên trong phổ thông con dân rất nhiều, giờ phút này đều có chút sợ hãi, dù sao như thế thiên địa dị tượng rất là dọa người, tại người bình thường trong mắt rất dễ dàng liên hệ đến thần tiên hiển linh dáng tội loại hình. Ông, cửu thiên chi thượng, lại một viên tinh thần phát sáng lên, một đạo quang trụ từ cửu thiên chi thượng mà đến, phá vỡ tầng mây, trực tiếp bắn vào hạ vũ thành vương cung bên trong biến mất không thấy. Thần tiên hiển linh, đại gia tranh thủ thời gian cúng bái. Vĩ đại thần A, mời phù hộ đại hạ quốc, phù hộ con dân của ngươi. Lần này không riêng gì người bình thường, tự liền rất nhiều võ giả quân sĩ đều hù dọa, Hạ Vũ Thành bên trong bịch bịch quỳ xuống một mảnh. Vừa rồi tinh thần chi lực mà xuống về sau, loại kia hủy thiên diệt địa, không thể tan tác khí thế toàn bộ người đều cảm giác phải chết. Nhưng cái này cột sáng mà xuống, vương cung bên trong nhưng không có bất luận cái gì tiếng nổ, thậm chí đều không có một tia tiếng vang. Vương cung bên trong kia một trăm tên thần du hộ vệ cũng không có bất kỳ cái gì dị động, điều này nói rõ vương cung không có việc gì. Vương cung bên trong ở ai đại hạ quốc quốc chủ cùng đại hạ quốc thủ hộ thần, nhiếp chính vương giang giật. Giang giật trên thân quá nhiều truyền thuyết, lần này có thể dẫn động thần linh hạ xuống thần tích mọi người chấn kinh sau khi, lại toàn bộ trở nên kích động cùng cuồng nhiệt, giờ khắc này sợ là Giang giật muốn mọi người đi chết, cũng sẽ không do dự. Thiên địa dị tượng vừa ra, đại lục lại một mảnh chấn động. Rất nhiều người đã sớm hoài nghi, Giang giật cổ quái thực lực phải cùng hai lần trước thiên địa dị tượng có quan hệ, giờ phút này Giang giật lần nữa dẫn phát thiên địa dị tượng, không cần phải nói thực lực lại tăng lên. Lăng gia lão tổ tông, tiêu long vương, Bắc Lương quốc sát đế, Thánh Linh quốc lão quốc sư, dư viện trưởng bọn người toàn bộ quá sợ hãi. Vừa mới qua đi 3 tháng không đến A, Giang giật thực lực lại tăng lên đợi 3 năm kỳ đầy, bọn hắn cộng lại có thể là Giang giật một người đối thủ. Phó điện hai vị trưởng lão cũng kinh đến, cơ thính vũ ngược lại là một mặt phong khinh vân đạp, một người tại chính mình trong cung điện đánh đàn làm vui, nhàn nhã vô cùng. Thủy U Lan đứng tại thông thiên các bên trong đầy mắt ảm đạp, Giang giật luyện hóa thiên thạch càng nhiều, đối về sau tiền đồ ảnh hưởng càng lớn mặc dù nàng không biết giang giật làm sao dẫn động cử thiên tinh thần chi lực nhưng nàng biết rõ giang giật khẳng định lại luyện hóa thiên thạch mà lại lượng còn phi thường lớn đây là muốn tươi sống đem chính mình cho luyện tàn phế a thiên nữ phong đế cung sân thượng bên trong yêu hậu cũng mở mắt hướng phía nam nhìn thoáng qua khe khẽ thở dài nói tiểu tử này xem như triệt để phế đi viên thứ ba tinh thần dị biến đời này thực lực cũng đến đỉnh oa kháo vừa rồi vừa rồi chuyện gì xảy ra tại sao ta cảm giác khủng bố như vậy a à? Hạ Vũ Thành Vương cung bên trong vỡ tổ, tiền vạn quán thực lực thấp nhất, bị kia kinh khủng cửu thiên tinh thần chi lực dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, nửa ngày không bình tĩnh nổi, giờ phút này mới thức tỉnh tới, kinh hô không ngừng. Chiến vô song cùng Vân Phỉ Tô như Tuyết Giang Vân Hải bốn người hai mặt nhìn nhau, trái lại Giang Tiểu Nô rất là bình tĩnh, trong lòng nàng Giang giật vĩnh viễn là lợi hại nhất, coi như cái nào một ngày hắn đột nhiên trở thành thần tiên, Giang Tiểu Nô cũng sẽ không trách móc, sẽ chỉ mừng thay cho hắn lại tới một lần nhai tí thú xếp bằng ở phiêu tuyết cung phía ngoài trên quảng trường nằm ngáy o o giờ phút này sớm bị đánh thức nó có chút e ngại nhìn qua cung điện bên này chuông đồng lớn con người đều là hưng phấn phu thần nói qua nó chỉ cần toàn tâm toàn ý đi theo giang giật mới có hy vọng đột phá một bước cuối cùng xem ra hoàn toàn chính xác hy vọng rất lớn a à. hô trong tầm cung giang giật thở ra một hơi thật dài nội thị thoáng cái trong đan điền viên kia tản ra tia sáng màu vàng tinh thần âm thầm vật đầu Ba viên tinh thần đều dị biến, hắn rốt cục đạt đến kim cương cảnh. Kim cương cảnh, nội tâm của hắn hơi có chút kích động lên, mặc dù mấy tháng trước, hắn tự tay xử lý một cái kim cương cảnh, nhưng đó là dựa vào vô thuật, dựa vào viên thứ nhất tinh thần bên trong nguyên lực, quỷ dị chuyển hóa thành cửu thiên long viêm, hắn luôn cảm giác không chân thực, giờ phút này nguyên lực đạt tới kim cương cảnh, hắn lại cảm mộ Trung giai đạo văn, liền là thực sự kim cương cường giả. Không đúng, kim cương cường giả biết bay a, à, thế nhưng là ta không biết bay a. À. Giang giật lửa nóng con người thoáng cái ảm đạm xuống, không bằng hắn có thuấn gì không sai biệt lắm cũng có thể bay, ngược lại là cũng không nhụt trí. Hắn thần thức hướng ra phía ngoài tìm tòi, xác định bên ngoài không có bất kỳ cái gì dị trạng về sau, bắt đầu quan sát bên trong bản thân thân thể, nhìn xem viên thứ ba tinh thần dị biến về sau, thân thể là có phải có dị trạng. Một phen kiểm tra hắn càng hài lòng hơn, thân thể không có bất kỳ cái gì dị trạng, hắn tùy ý vận chuyển một tia màu đỏ nguyên lực đi trong lòng bàn tay, chuyển hóa làm cửu thiên long viêm, trong tầm cung nhiệt độ thoáng cái nóng rực lên, thân thể xác thực không có bất cứ vấn đề gì. A, à, viên thứ nhất tinh thần bên trong màu đỏ nguyên lực có thể chuyển hóa làm hỏa diễm, viên thứ hai tinh thần màu cam nguyên lực phải chăng có thể chuyển hóa làm cái khác thần thông còn có viên thứ ba tinh thần màu vàng nguyên lực, lại có cái gì đặc biệt tác dụng? Giang giật linh cơ khẽ động, dựa theo ban đầu chuyển hóa biện pháp, điều động viên thứ hai tinh thần bên trong màu cam nguyên lực muốn nếm thử chuyển hóa thoáng cái, vạn nhất xuất hiện một loại lợi hại hơn hỏa diễm đâu? Kết quả cái này màu cam nguyên lực căn bản chuyển hóa không được, trong lòng bàn tay không có nửa điểm hỏa tinh toát ra, Giang giật bất đắc dĩ đem màu cam nguyên lực triệu tập trở về, lại triệu tập viên thứ ba tinh thần màu vàng nguyên lực, chuẩn bị nếm thử một phen. Nhưng vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Kia nguyên lực vừa mới ra đan điền bên ngoài, hắn tùy ý hướng trong kinh mạch triệu tập mà đi, kết quả cái này nguyên lực lại không bị khống chế, ở trong kinh mạch bão táp, mà phàm là cái này màu vàng nguyên lực những nơi đi qua, kinh mạch liên tiếp vỡ ra phốc, giang giật hai mắt tối đen, cuồng phún một ngụm máu tươi liền muốn ngất đi, tại sống chết trước mắt hắn cưỡng ép tỉnh lại, cực lực khống chế kia tia nguyên lực bước ra bên ngoài cơ thể, nếu không cho cái này nguyên lực tiếp tục tại kinh mạch tán loạn mà đi, hắn toàn bộ kinh mạch đều muốn phế bỏ. Oanh, nguyên lực vừa mới bước ra bên ngoài cơ thể, tự đến bên cạnh thành cung bên trên, toàn bộ cung điện chấn động, thành cung nổ tung, kinh động đến người bên ngoài. Vù vù, chiến vô song bọn người vội vàng vọt vào, nhìn thấy trong miệng không ngừng trào máu giang giật, toàn bộ đều dọa sợ, giang giật nhìn thấy mọi người rốt cục thở dài một hơi, yên tâm mất đi. Tại hôn mê trước, trong đầu của hắn không hiểu nhớ tới Thủy U Lan yêu hậu ra cát thanh vân, hắn cũng bỗng nhiên minh bạch nguyên nhân, hắn luyện hóa thiên thạch nhiều lắm, rốt cục xảy ra vấn đề. chương 452, xác thịt là cái, nguyên lực là nguyên, linh hồn là bản. Giang giật chết ngất ba ngày ba đêm, có vương thất cấp cao nhất đan dược, Hắn vỡ ra kinh mạch ngược lại là không nhiều lắm vấn đề cũng sẽ không có di chứng. Mặc dù như thế vẫn là đem mọi người làm cho sợ hãi, giang giật thế nhưng là mọi người chủ tâm cốt. Nếu là hắn ngã xuống, kia toàn bộ thế giới tự sập. Một người hào hào tu luyện, tại sao lại có vấn đề như vậy? Chẳng lẽ là vừa rồi cái kia đạo đến chi cử thiên chi thượng thần quang? Ai cũng không biết làm sao bây giờ. Thứ này quá huyền diệu, ba ngày này ba đêm đối với mọi người tới nói đều là dày vò. Tô Như Tuyết cùng Giang Tiểu Nô càng là không có đi nghỉ ngơi một hồi. Sở dĩ Giang giật sau khi tỉnh lại, nhìn thấy bên giường đều là người, nhìn thấy toàn bộ con mắt đỏ ngầu mọi người, vội vàng mở miệng nói, đều đi về nghỉ, ta không sao, chỉ là không cẩn thận vận công quá độ mà thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Không có một người trở về, tiền vạn quán giật giật miệng, lo lắng hỏi, lão đại, thật không có việc gì không phải kia cửu thiên mà đến thần quang đả thương ngươi. Cửu thiên thần quang, Giang giật hồ nghi nháy nháy mắt, Mặc dù hắn ba viên tinh thần dị biến đều dẫn động cửu thiên tinh thần chi lực, nhưng hắn chính mình lại một lần cũng không biết, nghe xong mọi người sau khi giải thích, trong lòng của hắn không hiểu khẽ động, giống như mỗi lần tinh thần dị biến thời điểm là có một tia kỳ dị năng lượng giúp hắn ngưng tố tinh thần A. Đều trở về đi, ta thật không có sự tình, ta nghĩ yên lặng một chút, nghĩ một vài sự việc. Giang giật kiên định mở miệng nói, mọi người chỉ có thể từng cái rời đi, cuối cùng còn lại tô như tuyết, đỏ mắt đỏ nhìn qua hắn không chịu rời đi, Giang giật trừng mắt về sau, nàng chỉ có thể chép miệng rời đi. Luyện hóa thiên thạch quá nhiều, quả nhiên xảy ra vấn đề. Giang giật nặng nề thở dài, trước không đi quản cái kia quỷ dị cửu thiên thần quang, mà là suy nghĩ chính mình đan điền vấn đề. Cái này màu vàng nguyên lực một vận ra đều không bị khống chế, kinh mạch liên tiếp nổ tung, này bằng với là trong thân thể chôn giấu một cái tạc đạn tùy thời có thể nổ tung, hắn cùng địch nhân khai chiến lúc, nguyên lực đột nhiên xảy ra vấn đề, đây chính là muốn ngỏm củ tỏi A xác thịt là cái nguyên lực là nguyên linh hồn là bản giang giật nhớ tới tại tinh vẫn đảo tàng thư các nhìn qua một bản bí tịch kia là một cái thủy nguyệt quan tiền bối lưu lại tu luyện cảm mộ nguyên bản hắn không hiểu gì giờ phút này suy nghĩ một hồi triệt để minh bạch vì sao vô thần yêu hậu thủy u lan ra các thanh vân ngăn cản hắn luyện hóa thiên thạch không sai luyện hóa thiên thạch có thể tốt thành trong thời gian ngắn đem nguyên lực tăng lên tới một mức độ khủng bố rất nhiều siêu cấp thế lực cũng thích dùng thiên thạch bồi dưỡng cường giả tỷ như thanh long hoàng thất, các đại vương thất giống như khai quật ra thiên thạch, cũng sẽ lặng lẽ bồi dưỡng cường giả. yêu hậu tại thiên tinh thành một trận chiến, thanh long hoàng triều xuất hiện gần vạn thần du cường giả, những cái kia đều là hoàng thất lặng yên dùng thiên thạch bồi dưỡng ra tới. thần du đỉnh phong ít nhất có một ngàn người, nhưng này một ngàn người nhưng không có một người có thể đột phá kim cương cảnh. xác thịt là cái, nguyên lực là nguyên, linh hồn là bản, nhân thể là rất kỳ diệu đồ vật, người là vạn vật chi linh thân thể nho nhỏ lại có thể gánh chịu lấy năng lượng cường đại, có thể khai sơn liệt thạch, có thể di sơn đảo hải. Vì sao yêu thú đạt tới yêu đế sau muốn hóa hình người bởi vì nhân thể là thích hợp nhất tu luyện vật dẫn. Giang giật nhớ rõ Thủy Nguyệt quan tiền bối, lưu lại một đoạn văn nhân thể là một cái tự nhiên đại trận, có thể vận chuyển đại trận, hấp thu thiên địa bên trong nguyên khí chuyển hóa làm nguyên lực, mà những này nguyên lực trên cơ thể người đại trận này bên trong có thể đạt được tăng phúc, cộng minh, cuối cùng hình thành các loại kinh khủng công kích. Đạo văn, liền là thiên địa trí lý thiên địa bên trong đủ loại thần kỳ công dụng cả mộ đạo văn trên bản chất là để cho người ta thể đại trận đạt được tăng phúc trở nên càng thêm lợi hại nhân thể nguyên lực linh hồn liền là nhân thể đại trận ba cái trận cơ tam giả thiếu một thứ cũng không được tương sinh tương dung một cái xảy ra vấn đề cái này nhân thể đại trận liền sẽ xảy ra vấn đề lớn sang giật nguyên lực tự xảy ra vấn đề hắn mượn nhờ ngoại lực để nguyên lực tốc độ bành trướng thân thể cùng linh hồn nhưng không có bởi vì nguyên lực tăng nhiều mà từng bước tăng cường, nhất là nhục thể, không có đi qua thiên địa nguyên lực tẩy phiêu ôn dưỡng. Nói một cách khác hắn nguyên lực cùng thân thể linh hồn, không còn tương dung, không còn hài hòa, ba cái trận cơ một cái trở nên đặc biệt cường đại, đưa đến đại trận này xuất hiện vấn đề, sở dĩ giang giật màu vàng nguyên lực không bị khống chế. Không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt, làm sao bây giờ đâu. Giang giật trở nên đau đầu, trước kia còn muốn lấy tiếp tục luyện hóa thiên thạch, để viên thứ tư, thứ năm khỏa. Thứ chín khỏa tinh thần dị biến, nghĩ đến lại là buồn cười như vậy. Giống như hắn dám tiếp tục luyện hóa xuống dưới, sợ là cuối cùng toàn bộ thân thể đều sẽ nổ thịt nát xương tan. Sở dĩ, nếu như hắn tìm không thấy biện pháp tốt, về sau nguyên lực cảnh giới vĩnh viễn không có cách nào tăng lên, tiền đồ cũng đích thật là hủy đi. Đương nhiên kia là về sau sự tình, giang giật có thể không quản được bên kia nhiều, hắn chỉ muốn vấn đề. Viên thứ ba tinh thần bên trong nguyên lực hơi sử dụng liền sẽ xảy ra vấn đề, việc này không xử lý tốt, sẽ trong lòng của hắn một viên đâm, một cái tạc đạn, tùy thời có thể đem chính hắn giết chết. Không có biện pháp, chỉ có thể trước tìm ta tăng cường nhục thể linh dược, bổ dưỡng thoáng cái, nhìn xem hiệu quả. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, giang giật cũng không có cách, chỉ có thể trước đem nhục thể tăng cường, để kinh mạch đi theo mạnh lên, dạng này mới có thể khống chế được viên thứ ba tinh thần bên trong bá đạo nguyên lực nghĩ thông suốt sự tình về sau Giang giật ngủ thật say, chờ qua hai ngày thân thể khôi phục một chút, hắn để tô như tuyết cùng tiền vạn quán bắt đầu tìm kiếm tăng cường nhục thể linh dược. Trên tay hắn có đại lượng thiên thạch, chỉ cần có linh dược không sợ mua không nổi. Việc đời bên trên đại lượng tăng cường nhục thể linh dược toàn bộ bị mua xuống, liên tục không ngừng mang đến Hạ Vũ Thành. Có tiền vạn quán cái này phía sau màn hắc thủ điều khiển, rất nhiều người điều tra không được những linh dược này đi nơi nào. Giang giật lại bắt đầu bế quan. Nhưng lần này là liên tục không ngừng luyện hóa linh dược. Hắn kỳ thật rất rõ ràng, dựa vào linh dược tăng lên nhục thể cùng dùng thiên thạch tăng phúc nguyên lực, có dị khúc đồng công chi diệu. Vật cực tất phản, bất kỳ cái gì đồ vật quá độ đều sẽ có không tốt phản ứng. Nhưng hắn giờ phút này có thể như thế nào hắn trong đan điền quỷ dị tinh thần, vô danh công pháp, các loại đồ vật trong lịch sử hoàn toàn không có tu luyện qua, không có cách nào tham khảo, chỉ có thể sờ lấy thạch đầu qua sông. Hắn tình huống như vậy cũng không có cách nào ra ngoài tìm người xin giúp đỡ, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Một tháng, Giang giật chính mình cũng không nhớ rõ luyện hóa bao nhiêu linh dược, nuốt bao nhiêu cao cấp đan dược, thân thể của hắn trong khoảng thời gian ngắn đạt được tăng lên trên diện rộng. Để hắn thở dài một hơi chính là, nhục thể đạt tới nhưng so sánh thần du đỉnh phong trình độ lúc, hắn rốt cuộc có thể khống chế viên thứ ba tinh thần bên trong nguyên lực, kinh mạch cũng có thể chịu được nguyên lực xung kích. Đem chính mình tiền đồ cho luyện hỏng, Giang giật cũng không hối hận, hắn chỉ là có chút yêu sầu con đường sau đó đi như thế nào nguyên lực uy lực chỉ có lớn như vậy hắn phóng thích chung giai đạo văn uy lực hẳn là cũng vẻn vẹn nhưng so sánh kim cương cảnh tứ ngũ trọng giống như không nghĩ biện pháp lại tăng cường một chút thực lực hắn lại như thế nào đối mặt một đám kim cương cường giả trong đó còn bao gồm một tên kim cương đỉnh phong lăng gia lão tổ tông vây công đạo văn trừ phi hắn có thể hiểu được giai đạo văn có thể sao hiển nhiên không có khả năng phần diệt thương khung vô thuật thời gian ngắn là không thể nào luyện ra so cửu thiên long viêm lợi hại hơn hỏa diễm. Còn như cái khác vô thuật, càng thêm không đáng tin cậy. Nghĩ đến phần diệt thương khung, Giang giật đột nhiên đôi mắt sáng lên, thì thào, luyện hỏa đúng rồi. Nghĩ biện pháp đem luyện hỏa chi thuật tu luyện tới chỗ cao thâm, thánh linh quốc đoạt hồn cốc không phải có một loại rất lợi hại u minh quỷ hỏa nếu như ta nắm giữ luyện lửa quyết khiếu lại đi thu lấy u minh quỷ hỏa tiến hành tế luyện nói không chừng có thể đốt diệt một đám kim cương cường giả chương 453, tinh thần muốn nổ. Vô thuật phần thiên thương không có hai loại ngoạn hỏa phương pháp. Loại thứ nhất là hấp thu thiên địa bên trong hỏa nguyên tố, dung hợp ngưng tạo ra cường đại hỏa diễm. Thứ này cần từng bước một đến, trước ngưng tạo phổ thông hỏa diễm, tiếp theo là địa hỏa, sau đó là thiên hỏa, cửu thiên long viêm, theo vô thần phán đoán, đại thành sau có thể ngưng tạo ra kinh khủng cửu dương chân viêm, đó là một loại cực kỳ khủng bố hỏa diễm, có thể đơn giản đốt diệt thiên quân cường giả. Con đường này cần thời gian dài rằng giặc thời gian ngắn không thể một xúc mà thành, Giang giật giờ phút này còn tại nhập môn trạng thái, chỉ có thể ngưng tạo ra phổ thông hỏa diễm. Loại thứ hai liền là tìm kiếm ngoại giới kỳ hỏa, tiến hành tế luyện, để hỏa diễm uy lực tăng lên, thậm chí gấp bội. Giang giật có hỏa linh châu, có thể nói tiên thiên có loại điều kiện này, đáng tiếc hắn lần thứ nhất luyện hóa, địa hỏa bị viên thứ nhất tinh thần sau khi hấp thu, hắn liền không có tìm hiểu. Trên thực tế, tại Giang giật nơi này còn ra phát hiện ra loại thứ ba luyện lửa biện pháp, bất quá cũng chỉ có thể hắn có thể đua. Liền là đem viên thứ nhất tinh thần bên trong nguyên lực chuyển hóa làm hỏa diễm, hơn nữa còn là đặc biệt đột nhiên hỏa diễm, cửu thiên long viêm. Cửu thiên long viêm uy lực rất lớn, chỉ là còn chưa đủ dùng đối một đám kim cương cường giả tạo thành tổn thương, mà lại hắn còn cần tới gần địch nhân mới có thể có cơ hội đánh lén đắc thủ. Kim cương ngũ trọng cường giả, có thể đánh lén đốt giết, nhưng đạt tới kim cương thất bát trọng, thậm chí kim cảnh đỉnh phong trí cường giả, loại kia tốc độ cùng lực phản ứng không thể kim cương ngũ trọng võ giả có thể so, giang giật là tuyệt đối không có cơ hội đốt giết. Võ giả bất kỳ một cái nào cảnh giới, tỉ như chú đỉnh cảnh, tử phủ cảnh, thần du cảnh, ngũ trọng là cái đường danh giới. Ngũ trọng dưới đây thực lực không kém nhiều, tu luyện cũng đơn giản. Ngũ trọng về sau mỗi lần tăng lên một trọng đều cực kỳ khó khăn, nhưng mỗi lần tăng lên một trọng, thực lực đều sẽ tăng cường rất nhiều rất nhiều. Dùng giang giật thực lực trước mắt, có lẽ có thể đánh lén đốt xiết kim cương ngũ trọng cường giả nhưng giống như kim cương cảnh thất bát trọng tiêu long vương hoặc là đại thiện sư lão hòa thượng lang gia lão tổ giang giật khẽ dựa gần liền sẽ né tránh hắn căn bản không kịp công kích mà lại kim cương thất bát trọng võ giả nhục thể phòng ngự so kim cương ngũ trọng võ giả mạnh hơn nhiều coi như giang giật có thể đốt tổn thương bọn hắn bọn hắn cũng hoàn toàn có năng lực phản kích giang giật lấy cái gì đi ngăn cản đối phương cường đại công kích giang giật điểm ấy lực công kích rõ ràng không đủ hắn cần càng cường đại hỏa diễm, có thể trong nháy mắt diệt sát tiêu long vương, lăng ra lão tổ hỏa diễm. Sở dĩ hắn nghĩ tới luyện hỏa, trước kia hắn luyện hỏa lúc, địa hỏa bị viên thứ nhất tinh thần hấp thu, liền từ bỏ luyện lửa suy nghĩ. Giờ phút này nếu biết sự tình ngọn nguồn, tự nhiên có thể nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Hắn theo càn khôn điện tầng thứ hai núi lửa bên trong, thả ra một chút địa hỏa ra để hỏa linh châu hấp thu, lúc này mới tiếp tục để một tia địa hỏa hóa thành hỏa tia, tiến vào trong đan điền. Suy suy, không có gì bất ngờ xảy ra, kia hỏa tiệt tiến vào đan điền trong nháy mắt bị viên thứ nhất tinh thần hấp thu, giang giật cũng không nhụt chí tiếp tục tiếp tục vận chuyển địa hỏa đi vào, tìm kiếm phá giải biện pháp. Một tia, hai tia, một trăm tia, giang giật dùng thần thức tinh tế dò xét, hắn thần thức rất mạnh, linh hồn bên ngoài thanh xương diệp năng lượng đã hấp thu hơn phân nửa, linh hồn cường đại không chỉ một lần, cũng làm cho hắn thần thức trở nên phá lệ cường đại. Giờ phút này hắn đều có thể vô thanh vô tức dò xét toàn bộ hạ vũ thành tình huống, Hắn không ngừng dò xét viên thứ nhất tinh thần, rốt cục phát hiện vấn đề địa hỏa biến thành hỏa tia vừa tiến vào đan điền, viên thứ nhất tinh thần bên trong màu đỏ nguyên lực lập tức chuyển động, hình thành một cái vòng xoáy, có thể dẫn dắt kia hỏa tia tiến vào tinh thần bên trong, kia hỏa tia vừa tiến vào liền sẽ bị đồng hóa, chuyển biến thành hỏa hồng sắc nguyên lực. Tìm được vấn đề, liền muốn nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Giang giật lần nữa khống chế một tia địa hỏa đi vào đan điền, đồng thời phân ra một tia tâm thần, khống chế viên thứ nhất tinh thần bên trong nguyên lực để bọn chúng ngừng xoay tròn, kết quả sự tình quả nhiên thành, kia tia địa hỏa an nhàn cất giữ trong trong đan điền, không tiếp tục bị hấp thu. Chỉ là, để Giang giật rất buồn bực là, hắn một không khống chế tinh thần bên trong nguyên lực, kia nguyên lực lại chính mình chuyển động, địa hỏa lần nữa hấp thu vào. hóa chẳng lẽ lại luyện lửa thời điểm, ta thời thời khắc khắc muốn phân ra một tia tâm thần khống chế nguyên lực không vận chuyển dạng này ta không phải mệt chết. Giang giật bó tay rồi, mặc dù linh hồn hắn rất mạnh, bởi vì phân thân ngàn vạn, hắn cũng có thể nhất tâm nhị dụng, tam dụng, tứ dụng. Nhưng là thời thời khắc khắc phân tâm, vậy sẽ để linh hồn rất mệt mỏi, mà lại coi như cuối cùng đem hỏa diễm tế luyện, cuối cùng không giống bị viên thứ nhất tinh thần hấp thu, thất bại trong gang tất sao. Đến nghĩ một chút biện pháp, hắn hai đầu mày kiếm thật sâu nhíu lên, dòng dã nghĩ đến nửa ngày, vẫn là không thu hoạch được gì. Địa hỏa muốn tế luyện nhất định phải tại trong đan điền, mà tại trong đan điền liền sẽ bị tinh thần hấp thu, không khống chế tinh thần bên trong nguyên lực sẽ vĩnh viễn không thể luyện hỏa, khống chế hắn muốn sống sống mệt chết, hắn tiến vào ngõ cụt. Đúng rồi, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, lần nữa vận chuyển một tia địa hỏa tiến vào trong đan điền, đồng thời khống chế tinh thần bên trong nguyên lực bất loạn động, chờ địa hỏa an toàn cất giữ trong trong đan điền về sau, hắn lúc này mới khống chế địa hỏa tiến vào viên thứ nhất tinh thần bên trong. Địa hỏa tiến vào tinh thần bên trong, bởi vì tinh thần bên trong nguyên lực không nhúc nhích, sở dĩ không có bị đồng hóa, an tính cất giữ trong tinh thần ở giữa, cùng tinh thần bên trong màu đỏ nguyên lực phân biệt rõ ràng. Các loại chờ việc này đột nhiên sau khi hoàn thành, Giang giật lúc này mới thu hồi ý niệm, không còn khống chế màu đỏ nguyên lực. Kết quả, màu đỏ nguyên lực thế mà không tại tự hành vận chuyển, kia tia địa hỏa an nhàn đứng tại tinh thần trung ương. Ha ha, xong rồi, Giang giật vui vẻ ra mặt, khó khăn nhất nan để rốt cuộc giải quyết, tinh thần ngay tại trong đan điền, mà lại viên này tinh thần bên trong đều là hỏa thuộc tính nguyên lực, Tại tinh thần bên trong tế luyện địa hỏa, nói không chừng so tại trong đan điền càng tốt hơn. Hắn tiếp tục triệu tập địa hỏa tiến vào tinh thần bên trong, các loại trợ tinh thần bên trong địa hỏa đạt tới 10 tia, hắn bắt đầu dựa theo bí tịch bên trên trình tự luyện hỏa. Luyện hỏa kỳ thật rất đơn giản, liền là đem hỏa diễm phân hóa gây dựng lại, nói một cách khác đem 10 tia hỏa diễm dung hợp thành một tia, cái này cùng Bạo Nguyên trưởng có dị khúc đồng công chi diệu, đem 10 tia hỏa diễm dung hợp thành một tia, lượng biến đạt tới chất biến, uy lực cũng tự nhiên là lớn. Giang giật bão nguyên trưởng luyện thành nhiều năm, rất được hắn tinh túy, sở dĩ cái này luyện hỏa cũng nước chảy thành sông, hắn tìm hiểu nửa ngày về sau, chạy. Thận trọng khống chế 10 tia địa hỏa phân giải lại dung hợp, mặc dù cái này 10 tia địa hỏa không có ý nghĩa, nhưng đây chính là tại tinh thần bên trong tế luyện, không cẩn thận đem tinh thần cho nổ, bên trong minh mông nguyên lực lao ra, thân thể của hắn cũng muốn nổ. Còn tốt giang giật có kinh nghiệm, sau gần nửa canh giờ 10 tia địa hỏa hai dung hợp, phi thường thành công, Giang giật thở ra một hơi thật dài, nhỉ ngơi thoáng cái tiếp tục mở công, chuẩn bị làm một vố lớn đem còn lại năm sợi địa hỏa dung hợp thành một tia, vậy liền đại công cáo thành. Hỏa hồng sắc tinh thần bên trong, nhiễm nhiên là một cái kỳ dị hỏa thế giới. Bốn phía đều là hỏa hồng sắc nguyên lực, ở giữa có một cái tiểu hư không, giờ phút này trong hư không năm sợi địa hỏa chính lẫn nhau quấn quanh giao hòa, tựa như năm đầu như hỏa long trong hư không xoay quanh gào thét, không ngừng xông vào bơi ra, năm tia địa hỏa chậm rãi, dần dần giao hòa, từng đầu biến mất, tựa như một đầu địa hỏa long từng bước thôn vệ còn lại bốn đầu. Ông, ngay tại tất cả địa hỏa giao hòa thành một đầu lúc, địa hỏa đột nhiên quang mang đại chấn, nhan sắc cũng bắt đầu biến hóa, biến thành màu vàng sẫm, uy áp cũng kinh khủng rất nhiều. Thành công, ha, cái này địa hỏa tế luyện sau uy lực khẳng định có thể so thiên hỏa đi giống như thu lấy u minh quỷ hỏa đến tế luyện, uy lực có thể hay không càng lớn. Giang giật âm thầm vui mừng, nhưng hắn khóe miệng vô ý thức lộ ra nụ cười vẫn chưa hoàn toàn triển khai, linh hồn đột nhiên run lên, sắc mặt cũng biến thành hoảng sợ. Bởi vì kia tế luyện thành công địa hỏa, thế mà không bị khống chế, nhanh chóng tại tinh thần bên trong bạo loạn du tẩu, thúc đẩy tinh thần bên trong nguyên lực bắt đầu nhiễu loạn. Xong, muốn nổ, sang giật dọa đến kém chút hồn phi phách tán, cảm nhận được tinh thần bên trong nguyên lực bởi vì địa hỏa quấy rối, bạo loạn du tẩu, nhiễu loạn vô cùng hắn khóc không ra nước mắt, cái này cổ quái tinh thần hắn nhất khiếu bất thông, lại thế nào giải quyết nguy cơ, chương 454, thiên địa kỳ hỏa. Cái này tinh thần cùng năm đó đan điền dị biến đồng dạng, giang giật không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên lực nhiễu loạn, mà lại càng ngày càng loạn, mắt thấy là phải nổ. Ông, đúng lúc này, viên thứ nhất tinh thần đột nhiên lóng lánh ánh sáng đỏ, để thất kinh giang giật tinh thần đại chấn, hắn thần thức lập tức khóa chặt tinh thần bên trong, muốn nhìn một chút có cái gì dị biến. a à, cái này, đây là năng lượng gì? Tinh thần quang mang lấp lánh, Bên trong đột nhiên xuất hiện một chút không hiểu năng lượng, những năng lượng này Giang giật cảm giác dị thường quen thuộc, nhưng không bao giờ cũng không nhớ ra được. Cái kia năng lượng vô cùng thần kỳ, vừa xuất hiện nguyên lực lập tức đình chỉ nhiễu loạn, mà lại kia tia tại tinh thần nội loạn vào địa hỏa cũng yên tĩnh trở lại, tựa hồ cái này năng lượng có không hiểu năng lực, có thể chấn áp bọn chúng, để bọn chúng ngừng sao động. Đúng rồi, đây là cửu thiên tinh thần chi lực, Giang giật sốt cuộc tình ngộ lại cái này năng lượng liền là thiên địa dị tưởng lúc cửu thiên chi thượng mà đến kia tia không hiểu năng lượng, mỗi lần những năng lượng này đều tiến vào tinh thần bên trong sau tự biến mất không thấy, giang giật làm sao dò xét đều không phát hiện được, thế mà xuất hiện. a à, giang giật còn đến không kịp đại hỉ, rất nhanh lại bị tình huống bên trong hấp dẫn. Những cái kia cửu thiên tinh thần chi lực sau khi xuất hiện, toàn bộ hướng địa hỏa dũng mãnh lao tới, rất nhanh địa hỏa quang mang lóe lên, thế mà biến thành màu xanh, hắn rõ ràng thấy được một đầu thần long tại địa hỏa bên trong du tẩu. Cửu thiên long viêm, làm sao có thể? Giang giật nội tâm hoảng hốt, chờ dị biến hoàn thành, hắn xác định địa hỏa cùng nguyên lực không có dị động về sau, vội vàng thận trọng đem tinh thần bên trong kia tia biến dị địa hỏa theo trong kinh mạch vận chuyển ra ngoài. Hô hô, một đoàn màu xanh hỏa diễm theo giang giật trong lòng bàn tay toát ra, giang giật nhìn thấy trong ngọn lửa ẩn ẩn xoay quanh thần long, trong đôi mắt đều là chấn kinh ngạc. Địa hỏa tế luyện biến thành thiên hỏa, uy lực đã tăng gấp mấy lần, dung hợp một tia cửu thiên tinh thần chi lực, lại biến thành cửu thiên long viêm. Cái này chín khỏa tinh thần bên trong nhất định cất giấu một cái kinh thiên đại bí mật. Cái này vô danh công pháp hoặc là nghịch thiên công pháp, hoặc là liền là quỷ dị tà công. Giang giật nháy nháy mắt, đột nhiên không hiểu cảm giác có chút sợ hãi. Vô danh thần công một mực rất quỷ dị, rất thần kỳ, hắn có thể theo một cái phế vật biến thành uy chấn thiên hạ thiếu niên thiên tài, hết thảy đều là bởi vì cái này vô danh thần công. Hắn rất cảm kích Vô Danh Thần Công, nhưng thứ này quá tà môn, rất nhiều thứ đều không bị hắn khống chế, hắn khó tránh khỏi có chút sợ hãi, dù sao ai cũng không biết về sau sẽ trả sẽ xuất hiện cái gì dị biến. Mặc kệ nó, ta đều là một người phế nhân, đời này không có cách nào đột phá cảnh giới càng cao hơn, sẽ không có quá nhiều chuyện quỷ dị phát sinh a. À. Giang giật lắc đầu, đem Vô Danh Công pháp cùng chín quả tinh thần quỷ dị vứt ở một bên, lại nghĩ tới địa hỏa sự tình, thoáng cái trở nên hưng phấn lên. Luyện hỏa rất thành công, ngoài ngoài ý liệu của hắn. Địa hỏa tế luyện về sau, cuối cùng biến thành Cửu Thiên Long Viêm, giống như hắn có thể tìm tới Thiên Hỏa, đây không phải là có thể tế luyện thành Cửu Dương Chân Viêm giống như có thể tìm tới Cửu Dương Chân Viêm, tế luyện một phen cuối cùng có thể luyện ra cái dạng gì kinh khủng hỏa diễm. Cửu Thiên Long Viêm chính ta không thì có Cửu Thiên Long Viêm sao ta làm sao ngu như vậy, không biết cầm Cửu Thiên Long Viêm lại đi tế luyện một phen. Giang giật vỗ đầu một cái, ám đạo chính mình hồ đồ hắn màu đỏ nguyên lực liền có thể chuyển hóa thành cửu thiên long viêm, lại đem cái này cửu thiên long viêm lấy về tế luyện một phen, nói không chừng có thể chuyển hóa thành cửu dương chân viêm. Nghĩ đến tự làm, hắn vội vàng chuyển hóa một chút cửu thiên long viêm, sau đó lại lợi dụng vô thuật đem cái này cửu thiên long viêm chuyển hóa thành hỏa tia tiến vào thân thể, tiếp tục vận chuyển hồi trở lại đan điền tinh thần bên trong. Nhưng mà, lửa này tia vừa tiến vào tinh thần bên trong, liền tự động cùng nguyên lực dung hợp, tựa như bùn đất tiến vào trong nước biển, biến mất vô ngân. À, thử mấy lần sau đồng dạng hiệu quả, giang giật chỉ có thể từ bỏ. Hắn cũng nghĩ minh bạch, cái này cửu thiên long viêm vốn là màu đỏ nguyên lực chuyển hóa mà thành, tiến vào tinh thần về sau tự nhiên sẽ chủ động chuyển hóa làm màu đỏ nguyên lực, tựa như nước kết thành băng, thả vào trong nước rất nhanh hội dung thành nước. Sở dĩ, muốn luyện ra cao cấp hỏa diễm, hắn nhất định phải tìm kiếm càng cường đại kỳ hỏa. Đi đoạt hồn cốc, giang giật nỗi lòng khẽ động, trầm ngâm một lát, đi ra ngoài hỏi thăm mọi người, đại hạ quốc bên trong phải chăng có cường đại hỏa diếm cái này đại lục còn có nơi đó có kỳ hỏa. Kết quả ngoại trừ đại hạ quốc hỏa vân sơn núi lửa cùng đoạt hồn cốc bên ngoài, đại lục cũng không có còn lại kỳ hỏa. Giang giật xoắn suýt, đoạt hồn cốc bên trong thế nhưng là có một cái cường đại linh hồn loại yêu thú, mà lại nếu là hắn đến đó, rất dễ dàng náo ra động tĩnh lớn, không cẩn thận sẽ bị võ điện bố cục lừa giết. Trước tìm hiểu một chút vô thuật đi, phân thân ngàn vạn không nói đạt đến đại thành, ít nhất cũng phải tinh thông A có thể huyễn hóa ra mấy trăm phân thân, gặp được nguy hiểm tốt đào mệnh. Còn có thần niệm vô thuật cũng muốn cảm ngộ thoáng cái, đến lúc đó có thể dò xét thoáng cái đoạt hồn cốc bên trong đến cùng có cái gì. Hắn hạ quyết tâm, lại bế quan một tháng, tìm hiểu một chút hai cái này vô thuật, lại đi đoạt hồn cốc. Nửa tháng sau, giang giật trên thân đột nhiên sáng lên bạch quang, bốn phía thiên địa nguyên khí hướng bên cạnh hắn nhanh chóng hội tụ mà đến, rất nhanh ở bên người ngưng tụ ra ba cái hư ảnh cái này ba cái hư ảnh cùng hắn giống nhau như đúc. Đồng thời, ba cái ảnh tử lại bắt đầu quay chung quanh giang giật bốn phía đi lại, càng chạy càng nhanh, cuối cùng nhanh đến làm người ta hoa mắt. Ông, một nén nhang về sau, ba cái ảnh tử bạch quang lóe lên đột nhiên tan thành mây khói, giang giật cũng mở mắt thở ra một hơi thật dài, nói, không sai biệt lắm, có thể duy trì thời gian một nén nhang cũng đầy đủ, đáng tiếc nếu là lại cho ta thời gian mấy tháng, có lẽ có thể phân thân ra mười mấy cái. Giang giật có chút đáng tiếc thở dài, hắn kỳ thật có thể phân thân mười mấy cái, nhưng hắn lĩnh hội không tới nơi tới chốn, phân thân mười mấy cái tự hoàn toàn không khống chế được, không thể di động. Vậy còn không như phân thân ba cái, khống chế hướng bốn phương tám hướng đào tẩu, ai biết cái nào là chân thân. Ừm, thần niệm cũng nguyễn cưỡng có thể dùng, có thể lên đường đi đoạt hồn cốc. Giang giật khe khẽ thở dài đứng lên, hai mảnh thanh xương diệp năng lượng đã hoàn toàn hấp thu, nhưng linh hồn còn không có dị biến, hiển nhiên thanh xương diệp năng lượng không đủ, không đủ để để linh hồn tiến dai hắn đi ra bên ngoài, tôi Như Tuyết đang ngồi ở trong phòng nhỏ xử lý chính vụ, nhìn thấy Giang giật ra, vội vàng đại hỉ đứng dậy, như một chiếc tiểu điều nhẹ nhàng tới, Giang giật triển khai hai tay cho nàng một cái ôm. Ta chuẩn bị đi thánh linh quốc đoạt hồn cốc một chuyến, như tuyết người nói là mang theo mọi người cùng nhau đi, vẫn là một người vụng trộm đi. Triền miên một trận, Giang giật nói ra ý nghĩ trong lòng, kỳ thật nội tâm của hắn cũng có chút xoắn suýt, đoạt hồn cốc bên trong cái kia cường đại yêu thú quỷ dị thần thông, giờ phút này hắn còn lòng còn sợ hãi mang theo mọi người vạn nhất tao ngộ nguy hiểm, vậy liền toàn quân bị diệt A. À. Chỉ là không mang theo, hắn lại sợ xảy ra vấn đề, mặc dù hơn 5 tháng đến vương cung một mực rất bình tĩnh. Tô như tuyết nhìn thấy giang giật sắc mặt ngưng trọng, vốn muốn nói thứ gì, nói tại bên miệng cũng nuốt xuống, nàng cắn răng nói, không đi không được bên kia còn có thể gặp nguy hiểm. Đúng, giang giật cũng không gạt tô như tuyết, trầm giọng nói, đoạn thời gian trước ta không phải hỏi các ngươi nơi đó có thiên địa kỳ hỏa ta học được một loại vu thuật, cần kỳ hỏa đến tế luyện, giống như đạt được đoạt hồn cốc bên trong u minh quỷ hỏa, ta tự có tám thành nắm chắc diệt lăng gia lão tổ. Diệt lăng gia lão tổ, tô như tuyết đôi mắt sáng lên, có thể diệt lăng gia lão tổ, giang giật tự vô địch thiên hạ, cũng có thể nhất thống đại lục. Nàng trầm ngâm một hồi lâu, mới cắn răng nói, giang lang, người đi một mình đi, hoặc là mang theo tiểu nô muội muội Mang theo chúng ta cũng là vướng víu, có nhai tí thú ở đây, vương cung an toàn vô cùng, không ai có thể biết chúng ta bất cứ tin tức gì, ai cũng không biết ngươi vụng trộm đi thánh linh quốc, như thế hội an toàn hơn. Giang giật nghĩ nghĩ, cũng là đạo lý này, hắn rất nhanh làm ra quyết định nói, vậy được, trễ chút cùng một chỗ ăn bữa cơm, ta ban đêm tựu đi. Tiểu nô không mang, lưu lại bảo hộ các ngươi, có nhai tí thú cùng tiểu nô tại hẳn là một hai cái kim cương cường giả không dám tới tập. Ta cưới đào một thú từ dưới đất đi, không ai biết rõ ta rời đi. mươi 455, người còn nhớ rõ thính vũ sao. Giang giật nửa đêm rời đi, Việc này ngoại trừ tô như tuyết giang tiểu nô tiền vạn quán bọn người, tự liền cung nữ thái giám cũng không biết. Mấy tháng qua gió êm sóng lặng, để trong mọi người tâm có chút định ra đến, có nhai tí thú tại mọi người cũng cảm thấy an toàn vô cùng. Đương nhiên, giống như mọi người biết rõ giang tiểu nô vẫn là một cái ẩn tàng cao thủ tuyệt thế, hội càng thêm an tâm. Giang giật phương thành nhất chiến thành danh, ước hẹn ba năm chưa đầy, yêu hậu tỏa chấn thiên nữ phong, ai dám đến cường công hạ vũ thành không sợ yêu hậu một trường vỗ chết không thể cường công. Giang giật bọn người co đầu rút cổ tại hạ vũ thành, địch nhân cho dù có bản lãnh thông thiên, ai lại có thể nào âm thầm động tay chân. Sở dĩ Giang giật rất yên tâm rời đi, hạ lòng đất vạn trượng phía dưới, cưỡi đào một thú thẳng tắp hướng thánh linh quốc xuất phát. Nhìn qua đen nhánh địa đạo, Giang giật không hiểu nhớ tới cái kia kinh khủng thế giới dưới lòng đất, giống như tiếp tục hướng dưới mặt đất thẳng tắp ghé qua, cuối cùng có thể hay không đến cái kia thế giới dưới lòng đất. Lòng đất này thế giới đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì biết rõ thế giới dưới lòng đất người, võ điện toàn bộ muốn truy sát võ điện cùng thế giới dưới lòng đất có quan hệ gì thế giới dưới lòng đất bên trong kinh khủng thi nhân vì sao không lao ra, đem đại lục sinh linh đều hủy diệt đâu. Giang giật trong đầu miên man bất định, ám đạo giống như lần này hết thảy thuận lợi, có thể luyện ra kinh khủng hỏa diễm, có thực lực đối kháng kim cương đỉnh phong, nhất định muốn tìm tới võ điện tổng bộ, đem võ điện cường giả toàn bộ chém giết, đồng thời cẩn thận thẩm vấn thoáng cái thế giới dưới lòng đất bí mật. Đối kháng kim cương đỉnh phong, nghĩ đến cái này, Giang giật nội tâm thoáng cái lửa nóng, giống như có thể đối kháng đánh giết kim cương đỉnh phong. Hắn đem sừng sướng tại đại lục chi đỉnh, không còn có người có thể uy hiếp tính mạng của hắn cùng người thân. Đem sở hữu địch nhân chém giết về sau, hắn liền là đại lục chúa tể, có thể tiêu giao khoái hoạt cùng tô như thuyết sống hết một đời. Cái này nên cỡ nào hài lòng a? À? Còn kém một chút xíu, lập tức liền có thể dùng công đức viên mãn được sống cuộc sống tốt. Giang giật trong hai tròng mắt đều là tinh mang tiền đồ hủy để vu thần yêu hậu thủy u lan bọn người thất vọng có lẽ hắn về sau cũng sẽ hối hận hắn không phải là vì trong thời gian ngắn tăng thực lực lên giết chết sở hữu địch nhân sao ngẫm lại về sau cùng tô như tuyết hạnh phúc an nhàn trải qua tháng ngày không có việc gì mang theo mọi người du sơn ngoạn thủy sinh mấy vóc giám nữ nhìn xem các nàng chậm rãi lớn lên giang giật khóe miệng trong lúc lơ đáng lộ ra một tia say lòng người mỉm cười hắn quát khẽ một tiếng đại hoàng nhanh lên nữa bò o à, bò o à đại hoàng trầm hống vài tiếng tăng nhanh tốc độ hóa thành một vệt đen hướng phương bắc cấp tốc chạy đi đại hoàng tốc độ rất nhanh nhưng tương đối nhai tí thu tới nói vậy liền chậm như ốc sên sở dĩ đại hoàng muốn tiến đến thánh linh quốc bắc bộ đoạt hồn cốc ít nhất phải thời gian nửa tháng giang giật đi đường trước mấy ngày đại lục một mảnh gió êm sóng lặng duy nhất có tà bạo động liền là thần võ quốc phương thành hạ đình uy trở về phương thành bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt không gian sau đó một thân ảnh từ bên trong lóe ra hóa thành một đạo tàn ảnh vọt vào vương cung bên trong. Cứ việc hạ đình uy trên không trung chỉ là dừng lại một cái trước mắt thời gian, nhưng vẫn là cho rất nhiều thần du cường giả chú ý tới. trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hạ đình uy thân thể chỉ còn lại có một đoạn, hai chân dưới đây không còn, trọng yếu nhất chính là ánh mắt của hắn bên trong đều là oán độc cùng tức giận, làm người ta không rét mà run. hạ đình uy không chết bất quá vĩnh viễn biến thành tàn phế, đời này chỉ có thể cùng ra các thanh vân đồng dạng ngồi tại trên xe lăn. Mà lại thực lực của hắn cũng vĩnh viễn không có khả năng tiến thêm một bước, nhân thể là một cái tự nhiên đại trận, thân thể là trận cơ, thân thể không hoàn chỉnh, đại trận cũng liền không hoàn mỹ, làm sao có thể tiến bộ không rút lui coi như tốt. Hạ Đình Uy sau khi trở về, một mực không có triệu kiến quần thần, mà kỳ quái là Giang Biệt Ly Tiến cung gặp Hạ Đình Uy một lần, ngày thứ hai liền rời đi, về tới Giang Y Thành hạ đình uy hạ một đạo ý chỉ để lần trước may mắn sống sót trường tôn nham thống lĩnh chính vụ về sau liền rốt cuộc không có tin tức chiến nhất minh cùng tiền quý hai người gần nhất tâm thần có chút không tập trung tổng lo lắng hạ đình uy lại bởi vì giang giật liên lụy hai nhà bọn hắn coi là hạ đình uy chết rồi lại không nghĩ rằng còn sống trở về giờ phút này nghĩ cả tộc di chuyển cũng không thể nào chỉ có phó thác cho trời thần võ quốc bên trong cũng lòng người bàng hoàng hạ đình uy rõ ràng cùng giang biệt ly giận dỗi nếu không Giang Biệt Ly cũng sẽ không lập tức rời đi. Ngày xưa lục đại các nước chưa hầu tối cường thần võ quốc, bị Giang giật nháo trò không chỉ có trí cường giả thiếu một cái, còn để thần võ quốc sĩ khí quân tâm bị hao tổn nghiêm trọng. Ngày thứ 12, Giang giật đã đến thánh linh trong nước bộ, đại lục đông bộ phát sinh một kiện chuyện kỳ dị. Đầu tiên là Bắc Lương Quốc, thần võ quốc gia Đông Hải săn giết hải yêu mấy chi đội tàu, đột nhiên phát ra khẩn cấp tín hiệu cầu viện. Cái này mấy cái đội tàu đều là hai nước đồng bộ mấy cái gia tộc đội tàu, một mực dựa vào săn giết biển cạn bên trong cấp thấp hải yêu kiếm tiền, những gia tộc này thu được tín hiệu về sau, lập tức phái ra cường giả cứu viện, kết quả. Người cứu viện, lần nữa phát ra tín hiệu cầu viện. Mấy cái gia tộc cứu viện cường giả bên trong, đều có thần du cường giả tỏa chấn, theo lý thuyết tại thiền hải khu vực không có khả năng tao ngộ cường đại hải yêu A à mà tại các gia tộc ý đồ cùng cứu viện cường giả liên hệ lúc, nhưng không có một tia đáp lại. Mấy cái gia tộc luống cuống, lập tức báo cáo cho hai quốc phương thất, thỉnh cầu cường giả trợ giúp. Hai nước đều rất xem trọng, phân biệt phái ra trăm tên thần du cường giả tạo thành cứu viện đại quân đi Đông Hải. Cái này hai cái trong đại quân đều khoảng tên thần du cường giả tối đỉnh vạ chấn. Một là cứu người, hai là dò xét một chút tình huống, kết quả. Vừa mới ra Hải không bao lâu, hai cái đại quân trở về, hai nước phân biệt phái trăm tên thần du cường giả, cuối cùng trở về chỉ có chút ít mấy người. Mấy người này mang về một cái kinh thiên tin tức, Đông Hải hải yêu bạo động, thú chiều đột kích mà lại lần này quy mô so mấy trăm năm lần kia rõ ràng lớn mấy lần, thiền hải khu vực vậy mà xuất hiện mười mấy con yêu vương chém giết lẫn nhau. Đại lục chấn động, Bắc Lương quốc sát đế lập tức đưa tin cho Thủy Nguyệt Quan hỏi thăm tình huống, Thủy Nguyệt Quan truyền về tin tức, Thủy U Lan đang lúc bế quan bên trong, tinh vẫn đảo đã sớm mở ra huyễn thiên đại trận, để đại lục con dân tự vệ. Sát đế chửi ầm lên, tinh vẫn đảo có huyễn thiên đại trận, có thể để tinh vẫn đảo phương viên trăm dặm xuất hiện mê vụ huyễn cảnh tiến vào mê vụ hải yêu căn bản không có cách nào tới gần tinh vẫn đảo đại lục nhưng không có đại trận thần võ quốc cùng bắc lương quốc khẳng định đứng mũi chịu sào vùng đông nam đại hạ quốc cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng nếu là yêu vương giết mắt đỏ lên bờ sợ là nhân loại hạo kiếp a bắc lương quốc vội vàng triệu tập đại quân đi bờ biển sát đế tự mình tỏa chấn thần võ quốc cũng điều động đại quân cơ hồ đem trong nước thần du cường giả đều triệu tập đi qua giang biệt ly tự mình lính quân hai nước thế nhưng là trọng tai khu đại hà quốc cũng luống cuống giang giật không tại tôi như tuyết làm sao dám loạn động cái này khẽ động sẽ cho địch nhân chế tạo thời cơ lợi dụng cuối cùng tôi như tuyết nghĩ đến một biện pháp tốt dù sao đại hà quốc tới gần đông hải chỉ có một đoạn ngắn cương vực vậy không bằng đem kia phụ cận thành chỉ con dân toàn bộ di chuyển hải yêu dù sao cũng là trong biển yêu thú sau khi lên bờ nếu là không ai có thể giết tự nhiên sẽ thối lui tam quốc tình thế nghiêm trọng còn lại quốc gia cũng rất là khẩn trương Lần này thú triều nghe nói so phía trước mấy lần quy mô phải lớn mấy lần, vạn nhất có yêu đế xuất hiện, trực tiếp quét ngang toàn bộ đại lục, vậy ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Các quốc gia triệu tập cường giả, tùy thời chuẩn bị trợ giúp, đại thiện tự, tam đại học viện, cũng nhao nhao triệu tập cường giả trợ trận, toàn bộ đại lục một mảnh túc sát chi khí. Đương nhiên, U Minh cửu uyên ngoại trừ, cơ thính vũ thu được hạ nhân hồi báo, nhàn nhạt cười một tiếng, tiếp tục ngồi xếp bằng đánh đàn, một đôi ung um tùm ngọc thủ khuấy động lấy dây đàn, tấu lên một bài mỹ diệu âm nhạc. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng thở dài nói, rốt cục bắt đầu sao giang giật, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt, người còn nhớ rõ thính vũ sao. chương 456, Thú Triều, dầm dầm rầm ngao ngao, lỗ lỗ, ục ục, Đông Hải Duyên Hải khu vực chú đóng rất nhiều đại quân, toàn bộ đều hãi hùng khiếp phía nhìn qua minh mông Đông Hải. Bởi vì trong nước không ngừng truyền đến từng đợt to lớn hải yêu tiếng giống to, trong biển cũng thỉnh thoảng nhấc lên kinh thiên cự lãng, từng đạo kinh khủng hải yêu hung lệ khí tức truyền đến, để bờ biển đại quân cảm giác ngạt thở. Mảnh này hải vực tới gần đại lục, là nhất biển cạn khu vực, bình thường tình huống kề bên này liền cấp thấp nhất hải yêu cũng sẽ không có, giờ phút này lại truyền đến nhị giai tam giai hải yêu khí tức, khó có thể tưởng tượng thâm hải khu vực ngay tại phát sinh như thế nào hải yêu bạo động. Toàn bộ dự bị, chuẩn bị khai chiến, có số lớn hải yêu đánh tới. Một đạo sát khí bừng bừng tiếng giống vang lên, Toàn bộ võ giả lập tức thân thể siết chặt, sát đế truyền âm hiển nhiên hải yêu thật tới, rất nhiều thần du cường giả đều vận chuyển nguyên lực chuẩn bị khai chiến. Phanh phanh phanh, nơi xa bờ biển từng mảnh từng mảnh cự lãng đánh tới, một làn sóng so một làn sóng cao, một làn sóng so một làn sóng mãnh liệt dâng trào, kia cự lãng về sau đều là từng mảnh từng mảnh hải yêu, toàn bộ đôi mắt thành huyết hồng sắc, cái này đánh tới sóng biển cũng ẩn ẩn mang theo màu đỏ, một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi đập vào mặt, mọi người buồn nôn thần du võ giả nguyên lực công kích, một tên Bắc Lương quốc tướng quân bạo hống, trong chốc lát đầy trời nguyên lực bắn ra mà lên, phô thiên cái địa, làm cho cả không gian đều rung động, nơi xa gào thét mà đến hải yêu thì toàn bộ giống to, dưới thân sóng biển quét sạch, hóa thành đạo đạo cột nước hướng đầy trời mà đến nguyên lực công kích đánh tới. Rầm rầm rầm, nguyên lực công kích bạo tạc, sóng biển hóa thành cột nước cũng nổ thành giọt nước, bay khắp trời, trên biển xuất hiện một mảnh hơi nước, mê mê mang mang trông rất đẹp mắt, không ít hải yêu thụ thương phát ra thê lương bạo giống, cùng sóng biển rơi xuống âm thanh giao chức, chấn động đến phụ cận phổ thông quân sĩ trong tai một mảnh oanh minh. Vù vù, rất nhiều hải yêu đánh ra, theo trong biển mà ra, như một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng trên bờ cát quân sĩ đánh tới. Những này hải yêu cũng không tính là cao cấp, đại đa số đều là cá kiếm, thân thể như một thanh lợi kiếm, giờ phút này theo trong biển bay đi, cũng cảm giác giống như là mấy vạn mấy chục vạn thanh lợi kiếm bay vụt mà đến, rất là hùng vĩ lui ra phía sau ngàn trượng, nghênh chiến. Bắc Lương quốc tướng quân tỉnh táo hạ lệnh, kiếm này ngư lực công kích không mạnh, chỉ cần bên trên lục địa bọn chúng không có tứ chi hành tẩu không tiện, đó là một con đường chết. Bình thường tình huống kiếm này như là tuyệt đối sẽ không bên trên lục địa, giờ phút này thú triều ảnh hưởng dưới, toàn bộ đều đánh mất lý trí, chỉ biết là công kích dị loại, sở dĩ ngược lại là dễ đối phó. Vù vù, Bắc Lương quốc quân đội kỷ luật nghiêm minh, tướng quân thoáng cái lệnh làm lập tức chỉnh tề lui ra phía sau ngàn trượng, những cái kia cá kiếm bay vụt mà đến đều rơi vào trên bờ cát bởi vì không có tứ chi chỉ có thể dựa vào cái đuôi lay động tiến lên tốc độ như chậm như ốc sên chậm bất quá bọn chúng có thể há mồm bắn ra đạo đạo thủy tiến lực công kích vẫn như cũ rất hung tàn đương nhiên bất luận làm sao hung tàn lên bờ loài cá hải yêu cùng trên bảng thịt cá không có khác nhau mà những này hải yêu có nguyên nhân là thú triều ảnh hưởng tới thần trí không biết trở về trong biển chỉ có thể chờ đợi chết rồi thú triều là chuyện rất kỳ quái cũng là trong Đông Hải một cái hoang mang đại lục con dân mấy chục vạn năm bí mật, đại lục có kỷ nguyên đến nay, Đông Hải phát sinh mấy chục lần thú triều, mà Bắc Hải Tây Hải Nam Hải nhưng không có phát sinh qua. Mỗi lần thú triều, Đông Hải Hải yêu đều như điên, tự liền yêu vương đều sẽ mất đi thần trí, chỉ cần không phải đồng tộc Hải yêu đều sẽ chém giết, mỗi lần cũng có số lớn Hải yêu xung kích đại lục, không chết không thôi. Trong Đông Hải đến cùng có cái gì vì sao những này Hải yêu hội bạo động, hội mất đi thần trí. Cái này ai cũng không biết, bởi vì không có cường giả dám đi Đông Hải chỗ sâu nhất, hoặc là nói. Dám đi Đông Hải chỗ sâu nhất cường giả, một cái đều chưa có trở về. Ô ô, bên này cá kiếm còn không có giết hết, đợt thứ hai hải yêu đột kích, lần này hải yêu là sống lưỡng cư sư tử biển, cái này sư tử biển là nhị giai đỉnh phong hải yêu, không khó đối phó, vấn đề là số lượng rất rất nhiều. Tàn khốc chiến đấu bắt đầu, Bắc Lương Quốc điều tập mấy chục vạn đại quân, nhưng lần này thú chiều về sau mấy chục vạn đại quân có thể còn lại bao nhiêu, vậy cũng chỉ có lão thiên biết rõ. Đồng dạng chiến đấu còn phát sinh ở thần võ quốc đông bộ hải vực, thần võ quốc lúc đầu dung chuyển bất an, cũng may lần này Giang Biệt Ly tự mình lĩnh quân, để quân đội cái các đại gia tộc cường giả có chút an tâm. Giang Biệt Ly cả đời lớn nhỏ chiến dịch mấy trăm tràng, nhưng chưa từng gặp hắn thua qua. Duy nhất thua trận, liền là Vương Thành Hòa Giang giật một trận chiến, nhưng hai cha con khai chiến, Giang Biệt Ly có phải hay không thủ hạ lưu tình mới bị Giang giật gây thương thích, cái này thật đúng là khó mà nói. Đại Hạ Quốc bên này tốt hơn một chút, Tô Như Tuyết kế sách cũng phi thường tốt, mặc dù có rất nhiều hải yêu lên bờ, rất nhiều hải yêu cũng có thể tự do trên đất bằng hành tẩu, nhưng hải yêu dù sao cũng là hải yêu, thời gian giải thoát ly thủy vực thực lực hội giảm bớt đi nhiều. Đại Hạ Quốc thành trì năm đó đều bị cướp sạch một lần, tử thương không ít người, sở dĩ đông bộ thành trì nhân khẩu cũng không nhiều, chỉ là mấy ngày tiểu toàn bộ di chuyển, lưu lại vô số trống giống thành trì thôn chấn mặc cho hải yêu tàn phá bừa bãi các loại chờ hải yêu trên đất bằng dày vò mấy ngày, thực lực giảm lớn về sau, đại hạ quốc tinh nhuệ quân đội lại xuất khích, nhẹ nhóm tiêu diệt từng bầy hải yêu. 4 năm ngày thời gian, hải yêu đổ bộ ít nhất đạt đến mấy trăm vạn chỉ, trong đó yêu vương xuất hiện ba con, phân biệt bị sát đế cùng giang biệt ly xuất thủ chém giết. Hai nước cũng tổn thất nặng nề, đã phân biệt thương vong hơn 10 vạn quân đội. Hai nước không ngừng hướng còn lại các nước chưa hầu cầu cứu, lần này thú triều rõ ràng so trong lịch sử sở hữu thú triều quy mô còn lớn hơn mấy lần, đoán chừng ít nhất phải 10 ngày nửa tháng sau mới có thể lắng lại. 10 ngày nửa tháng, giống như cái khác các nước chư hầu không gấp rút tiếp viện, hai nước sở hữu quân đội muốn hao hết sạch. Thanh Long Hoàng Triều hạ chỉ, hô hào đại gia xuất binh gấp rút tiếp viện hai nước, nhưng... Chính mình lại một cường giả một cái binh đều không có phái ra. Còn lại các nước chư hầu cũng không có động tính, chỉ có tam đại học viện cùng đại thiện tự phái một chút thần du cường giả cùng tinh anh con em gấp rút tiếp viện. Thủy Nguyệt Quan không có phái người, dù sao các nàng mặc dù có đại trận, nhưng khó tránh không có sông loạn hải yêu, đánh bậy đánh bạ tiến vào tinh vẫn đảo, bên kia thế nhưng là thâm hải khu vực, trọng tai khu A. Bành, thánh linh quốc tội ác ven rừng rậm, mặt đất đột nhiên bạo liệt, một bóng người mà ra, hắn người mặc hắc bào, đầu cũng bị áo choàng bao lại, chỉ có thể nhìn thấy một tấm mặt không thay đổi mặt, cùng một đôi nghi ngờ con ngươi. Hắn bốn phía xem xét, phân biệt thoáng cái địa hình, lại lấy ra một phần địa đồ cẩn thận tra xét một phen, lúc này mới gật đầu nói, nơi này cách khai đoạt hồn cốc cũng không xa, tối nay liền tại phụ cận qua đêm đi, nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị xuống cốc một trận chiến. Hắn tại phủ cận đi vòng vo thoáng cái, tìm được một dòng sông nhỏ, tại trong sông bắt được mấy con cá, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nhóm lửa cá nướng, hảo hảo ăn một bữa, tự đào móc một cái sơn động chuẩn bị đi ngủ. Ông, đúng lúc này, bầu trời đột nhiên sóng gió nổi lên, hắn con người thoáng cái trở nên sắc bén, trong tay một cái trường kiếm màu đỏ xuất hiện, trong lòng bàn tay cũng có màu xanh nhạt hỏa diễm xuất hiện, tùy thời chuẩn bị công kích. Giang giật, là ta, một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm vang lên, lập tức một cái đẹp đến nỗi người hít thở không thông diễm phụ ra không chung, nàng trong ngực còn ôm một cái đáng yêu tiểu hồ ly. Chi chi, tiểu hồ ly nhìn thoáng qua người áo đen, lập tức theo diễm phụ trong ngực bắn ra nhảy lên người áo đen trong ngực, người áo đen cũng nhếch miệng cười, yêu chiều khẽ vuốt tiểu hồ ly đầu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn diễm phụ nói, yêu hậu, làm sao ngươi biết ta tại cái này ngươi mang tiểu phỉ tới, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Yêu hậu gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có việc, ta mấy ngày sau có thể muốn rời đi đại lục. Bản hậu muốn hỏi một chút ngươi, ta sau khi đi có chắc chắn hay không bảo hộ tiểu phỉ nếu như không có, ta chỉ có thể mạo hiểm mang theo nàng cùng đi. chương 457, yêu hậu rời đi, rời đi đại lục, giang giật nội tâm chấn động, ước hẹn 3 năm còn có hơn một năm, yêu hậu lại muốn sớm rời đi nàng đi lần này giống như bị ngoại giới biết, sợ là muốn sớm động thủ với hắn A hắn có chút ngưng trọng nói ra, xảy ra đại sự gì vì sao ngươi muốn sớm rời đi. Thú chiều đến rồi, yêu hậu ánh mắt nhìn về phía phía đông, có chút kích động nói ra, lần này thú chiều trước nay chưa từng có đại, thú chiều qua đi trong vòng nửa năm, Đông Hải đều sẽ rất so ra mà nói an toàn rất nhiều. Những cái kia yêu đế đại chiến về sau, cũng sẽ ẩn núp đi nghỉ ngơi lấy lại sức, sở dĩ đây là tốt nhất rời đi đại lục trở về ta cố hương thời cơ, ta không có khả năng bỏ lỡ. Cố hương, giang giật lông mày nhíu lại, yêu hậu đã nói với hắn một số việc, Giang giật suy đoán yêu hậu khẳng định phải trở về báo thù, cho nên mới sẽ không mang theo tiểu hồ ly, nghĩ vậy mà cửu gia của nàng cũng sẽ vô cùng lợi hại. Yêu hậu tựa hồ xem thấu Giang giật tâm tư, dừng một chút giải thích nói, cố hương của ta tại thiên hồ đại lục, nơi đó là chúng ta thiên hồ nhất tộc căn nguyên địa, thiên hồ nhất tộc ở bên ngoài rất thụ bài xích, cho nên chúng ta rất ít rời đi cố hương. Vài ngàn năm trước, ta nhất mạch kia đắc tội phụ cận cường đại nhất mạch, toàn tộc chết thảm chỉ có ta trốn thoát, đời ta nguyện vọng lớn nhất liền là trở về thiên hồ đại lục báo thù rửa hận tại thiên tinh đại lục tiềm tu mấy ngàn năm ta may mắn đột phá yêu đế tự nhiên muốn giết trở về ừm Giang giật nhẹ gật đầu cái này cố sự tại bất luận cái gì đại lục đều rất phổ biến tỉ như thiên tinh đại lục tự thời thời khắc khắc đều ở trên diễn cửa nát nhà tan thảm kịch thế giới này cường giả là vua mạnh được yếu thua loại chuyện này rất bình thường hắn mím môi một cái nói cửu gia của ngươi rất cường đại có yêu đế cấp bậc cường giả có mà lại ít nhất có ba vị trở lên. Yêu hậu ngưng trọng nhẹ gật đầu, nói, sở dĩ ta không muốn mang lấy tiểu phỉ trở về, nàng còn quá nhỏ, một khi đại chiến, ta căn bản bảo hộ không được nàng. Chi chi, tiểu phỉ hiển nhiên đã sớm biết tiền căn hậu quả, nhưng giờ phút này vẫn là dị thường bi thống kêu vài tiếng, mắt nhỏ bên trong đều là không bỏ cùng bi thương. Ừm, giang giật cắn răng đáp, yêu hậu, mặc dù ta cũng không có tự tin bảo toàn tiểu phỉ, nhưng ta có thể cam đoan ai muốn tổn thương tiểu phỉ, nhất định phải theo ta trên thi thể bước qua. Tốt, yêu hậu rốt cục hạ quyết tâm, chính nàng phi thường tinh tường, nàng chuyến này trở về nhất định cử tử nhất sinh, tiểu phỉ đi theo nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, đi theo giang giật đồng dạng nguy hiểm, nhưng còn có một chút hy vọng sống. Trọng yếu nhất chính là, giang giật cái này một hai năm sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, trong thân thể chín khỏa tinh thần cũng quá thần kỳ, yêu hậu kiến thức rộng rãi đều nghe nghe thấy là, nàng lựa chọn giang giật cũng là nghĩ đánh cược một keo, cứ việc giờ phút này hắn đem chính mình cho luyện hỏng. Nàng đã từng huyết tẩy đại lục, nếu là bị người biết được rời đi tin tức, giống như không ai bảo vệ tiểu phỉ, tiểu phỉ khẳng định sẽ bị người thuần hóa là linh thú, dù sao thiên hồ nhất tộc sau khi thành niên vẫn là rất cường đại, ít nhất đều là tam gia yêu thú vô địch tồn tại. Nàng tại đại lục không có bằng hiếu, duy nhất người tin cần, chỉ có giang giật. Nàng giờ phút này cũng đừng không cách khác, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở giang giật trên thân. Đúng rồi, yêu hậu đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, bàn giao nói, giang giật, giống như người có cơ hội đi ra đại lục, tốt nhất đi tìm một chút thiên địa kỳ dược, ta trước kia giống như nghe nói qua có một loại gọi khốn long thảo, tự có cải tiến người thể chất, có thể tẩy tủy dịch cân, người cái này luyện hỏng thân thể cũng có hy vọng cải tiến một phen, sẽ không ảnh hưởng tu luyện về sau, đương nhiên. Thứ này quá ít quá ít, khốn long thảo ân, ta nhớ kỹ, giang giật ghi ở trong lòng, đương nhiên hắn có thể đi ra hay không đại lục còn không biết dù sao đại lục bất bình, hắn làm sao rời đi giờ khắc này nội tâm của hắn có một ít nghi hoặc, yêu hậu nếu không muốn tiểu phỉ bị người giết chết, vì sao rời đi trước không đem đại lục cường giả thanh tẩy một lần. Hắn giờ phút này thực lực không tệ, giống như yêu hậu đem võ điện, lăng ra lão tổ tiêu long vương bọn người chém giết, kia đại lục liền là hắn thiên hạ, chỉ ít không ai có thể uy hiếp tính mạng của hắn, tiểu phỉ cũng liền an toàn. Đương nhiên, lời này hắn không thể mở miệng, dù sao hắn thiếu yêu hậu rất nhiều, yêu hậu chính mình khẳng định có chủ trương, nàng không động thủ cũng có nàng nguyên nhân. Giang giật, yêu hậu đột nhiên sắc mặt ngưng trọng lên, trịnh trọng bàn giao nói, đại lục bất luận cái gì võ giả ngươi cũng có thể đánh giết, kim cương cường giả giết sạch đều vô sự, nhưng có một chút ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ đừng tìm võ điện là địch, chỉ cần ngươi không can thiệp võ điện bất cứ chuyện gì, không giết võ điện người, võ điện bình thường sẽ không làm ra rất khác người sự tình. Ây, Giang giật vừa mới còn đang suy nghĩ yêu hậu vì sao không xuất thủ, giờ phút này lập tức có đáp án yêu hậu nhìn rất là kiêng kỵ võ điện nói một cách khác võ điện có thể có được diệt sát yêu hậu năng lực cái này kết luận vừa ra giang giật nội tâm lập tức trầm xuống hắn trước kia suy đoán ra đánh giết ra các thanh vân đối phó vân phỉ tiền tiết phía sau màn hắc thủ liền là võ điện mà ngay cả yêu hậu đều kiêng kỵ như vậy giống như cái này phía sau màn hắc thủ thật là võ điện hắn còn có đường sống sao yêu hậu võ điện thật mạnh như vậy giang giật hít một hơi thật dài hỏi yêu hậu khoát tay nói người đừng quản nhiều như vậy không nên trêu chọc võ điện là được lúc bình thường không trêu chọc bọn hắn bọn hắn là tuyệt đối sẽ không làm loạn thế nhưng là ta đã trêu chọc giang giật đắng chát cười nói nhìn thấy yêu hậu ánh mắt hỏi thăm hắn giải thích nói võ điện hai lần muốn mời chào ta làm vinh dự trưởng lão ta đều cự tuyệt còn đắc tội bọn hắn thánh nữ độc cô nhạn yêu hậu sắc mặt nặng nề nghe xong giang giật giảng tố lại khoát tay áo nói đây đều là việc nhỏ võ điện một mực điệu thấp chỉ cần ngươi không công kích võ điện phân bộ không giết võ điện phân điện chủ cấp bậc trở lên người đều không có việc gì lần này võ điện tổng điện chủ sẽ không như vậy không phân nặng nhẹ ta trong ấn tượng tổng điện chủ là rất ôn hòa một người a à, giang giật lông mày nhíu lại chẳng lẽ mình suy đoán sai lầm phía sau màn hắc thủ không phải võ điện là thanh long hoàng thất có thể thủy u lan vì sao nói muốn hắn cẩn thận cơ thánh nữ hắn con ngươi lấp lóe vài vòng hỏi yêu hậu ngươi cho rằng kia thế giới dưới lòng đất cùng võ điện có quan hệ hay không? Không có, yêu hậu rất khẳng định nói ra. Võ điện một mực quang minh chính đại, như thế nào lại cùng những cái kia ô chọc đồ vật có quan hệ? Ngươi hỏi cái này ta làm gì? Giang giật càng thêm kinh nghi, cũng không tốt hỏi nhiều. Dù sao rất nhiều thứ là chính hắn phỏng đoán, không có nửa điểm chứng cứ. Yêu hậu nhìn hắn không nói lời nào, hơi không kiên nhẫn nói ra tốt. Ta nhất định phải hồi trở lại thiên nữ phong, gặp thời khắc chú ý đông hải thế cục. Một khi thời cơ đã đến ta liền sẽ lập tức rời đi, tiểu phỉ tựu nhờ ngươi. Giống như trong vòng trăm năm ta không có trở về, chính là đã chết, nếu như ngươi không có thiên quân cấp thực lực, tuyệt đối không thể tiến vào thiên hồ đại lục tìm ta, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Yêu hậu giao phó xong, không đợi giang giật mở miệng, trong tay một chiếc nhẫn sáng lên, một cái màu trắng cung điện ra trong tay nàng, nàng đưa cho giang giật nói, đây là đế cung, cũng là một kiện phòng ngự kỳ bảo, có thể ngăn cản 10 tên kim cương đỉnh phong 10 ngày 10 đêm công kích, người đem nó luyện hóa chỉ cần không đắc tội võ điện tại thiên tinh đại lục ngươi bằng vào đế cung hẳn là không người có thể thương ngươi ách giang giật nội tâm rung động bản năng muốn cự tuyệt nhưng nghĩ tới bảo vật này hẳn là lưu cho tiểu phỉ hắn lại không tốt nói thêm cái gì tiểu phỉ nữ nhi của ta mẫu thân muốn đi xin đừng nên bi thương mẫu thân là vì chúng ta tộc nhân báo thủ đi mẫu thân cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế sống sót chờ ta trở về yêu hậu yêu chiều nhìn qua tiểu phỉ một chút sau đó cắn răng hóa thành một đạo bạch quang biến mất không chung, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy thần sắc phức tạp giang giật cùng chi chi réo lên không ngừng tiểu hồ ly. chương 458, phần thiên chi nộ chương 458. Thú triều càng ngày càng nghiêm trọng, Bắc Lương quốc cùng thần võ quốc tử thương nghiêm trọng hơn, Đại Hạ quốc cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Dù sao tràn vào lục địa yêu thú rất rất nhiều, cũng may tề viện trưởng mang theo một đám đạo sư tinh anh học viên, thiên huyền quốc cũng phái tới đại quân gấp rút tiếp viện, để Đại Hạ quốc ứng phó không có còn lại hai nước như vậy phí sức. Thần Võ quốc rất nhanh bắt trước Đại Hạ quốc, bờ biển thành trấn thôn trang con dân đại quy mô rút lui, Thanh Long hoàng triều cùng còn lại vài quốc gia không gấp rút tiếp viện, liều mạng như vậy xuống dưới Thần Võ quốc quân đội muốn liều xong a. Sát đế cũng không phải đồ đần, một đạo quân lệnh xuống dưới, Đông Bộ duyên hải thành trì thôn trấn con dân toàn bộ rút lui, nếu không quân đội trực tiếp chém giết, dù sao lưu lại cũng là chết. Cứ như vậy thương vong tụ không có thảm như vậy nặng nhưng là chiến tuyến kéo dài, càng nhiều hải yêu tiến vào lục địa, đông bộ thành chỉ thôn trấn toàn bộ bị san thành bình địa, tổn thất nặng nề. Bắc Lương quốc còn có hai cái yêu vương đổ bộ, sát đế một người đau khổ trèo chống khổ không thể tả, nếu không phải hải yêu lên lục địa thực lực giảm lớn, sợ là hắn đều muốn xong đời, mặc dù như thế lại đánh giết cuối cùng một cái hải yêu chi vương về sau, hắn cũng bị trọng thương. Cũng may năm ngày sau đó, thú triều dần dần yếu đi, đương nhiên chỉ là so trước kia ít một chút hải yêu, không đến 10 ngày thời gian ít nhất có ngàn vạn hải yêu đổ bộ, trong đó yêu vương đạt tới 5 con. Có thể nghĩ thâm hải khu vực bạo động hải yêu có bao nhiêu yêu vương có bao nhiêu xem tình huống đoán chừng đều có yêu đế lẫn vào ở trong đó. Đại lục con dân thở dài một hơi, hiển nhiên lần này bạo động trung tâm cũng không tại đại lục phụ cận, nếu không giống như đến một cái yêu đế ai đi ngăn cản thánh linh quốc, bắc mãng quốc, thiên huyền quốc, thanh long hoàng triều thì âm thầm mừng thầm, thần võ quốc cùng bắc lương quốc lần này tử thương ít nhất 50 vạn đại quân, quốc lực tổn hao nhiều, này lên kia xuống còn lại quốc gia cũng liền trở nên cường đại. Nhất là bác mãng quốc thiên huyền quốc, nguyên bản quốc lực cũng không mạnh, giờ phút này lắc mình biến hóa trở thành quốc lực tối cường hai cái các nước chư hầu, yêu hậu huyết tẩy đại lục hai nước cũng không có bị hao tổn, lần này thú triều cũng cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào. Đương nhiên, cao hứng nhất sợ là thanh long hoàng triều. Vài quốc gia thực lực đại tổn, đối với hoàng thất tới nói là lớn nhất tin mừng, coi như không thể nhất thống đại lục, ít nhất các các nước chư hầu trong vòng trăm năm không dám công kích thiên tinh thành. Lang gia lão tổ mặc dù thọ nguyên không nhiều lắm, nhưng xem tình huống sống mấy chục năm trên trăm năm còn không phải vấn đề, dù sao hắn thực lực đã đạt tới kim cương đỉnh phong. Yêu hậu tại hôm nay cũng lặng yên ra hải, phổ thông hải yêu đối với nàng tới nói hoàn toàn không là vấn đề, nàng để ý là trong biển sâu kia mấy cái yêu đế. Bên này thú chịu yếu bất nói rõ cái gì nói rõ những cái kia yêu đế đã đại chiến kết thúc, nếu không yêu đế khí thức hội xu thế càng nhiều hải yêu hướng bên này vào tới. Yêu đế vừa mới đại chiến kết thúc, tất nhiên nguyên khí đại thương, khẳng định tìm địa phương tiềm tu, đây là tốt nhất xuyên qua đông hải thời cơ, nàng tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Yêu hậu đi được rất điệu thấp, không có mạnh mẽ đâm tới, vẫn là theo dưới biển đi. Nàng để 18 con yêu vương chấn thủ thiên nữ phong phụ cật, không cho bất luận kẻ nào tới gần, đây là tại bảo hộ giang giật. Dù sao không biết nàng rời đi, ước hẹn 3 năm chưa đầy, ai cũng không dám làm loạn hiu yêu hậu vừa mới ra hải nửa nén hương thời gian bờ biển một cái đá ngầm bên trong một tên người áo đen bay vụt mà đến rõ ràng là võ điện lỗ trưởng lão hắn nhìn một cái mênh mông đông hải khóe miệng lộ ra mỉm cười cảm khái thánh nữ tính toán không bỏ sót yêu hậu quả nhiên rời đi lỗ trưởng lão cũng không có lập tức rời đi mà là hướng tam vạn đại sơn phóng đi một đường chú ý cẩn thận dùng thần thức dò xét tránh đi yêu thú cuối cùng tại thiên nữ phong phụ cận tìm sơn động trốn đi Mặc dù cơ thính vũ để hắn chỉ cần thấy được yêu hậu rời đi, liền có thể hồi trở lại U Minh Cửu Uyên, nhưng hắn rõ ràng không yên lòng, chuẩn bị các loại chờ 2-3 ngày, xác định yêu hậu không trở về nữa tại đi. Hắn trốn vào sơn động về sau, đem toàn thân khí thức đều thu liếm, đồng thời đem cửa hang cho phong kín, lúc này mới lấy ra một khối ngọc phù bóp nát. Ông, U Minh Cửu Uyên phía dưới một cái trong đại điện, võ điện một tên khác từng trưởng lão ngọc trong tay phù đột nhiên phát sáng lên, hắn xem xét phía dưới lập tức đại hỉ vội vàng bước nhanh đi ra đại điện, đi vào bên cạnh một cái tiểu điện, rất là cung kính đối bên trong cung điện nhỏ nhàn nhã thưởng thức trà cơ Thính Vũ nói ra, "Thánh nữ người Thái Thần, yêu hậu đi thật." Ha ha, Cơ Thính Vũ cười nhạt một tiếng, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng, tựa hồ hết thảy đều tại nàng trong dự liệu, nàng không nói gì lẳng lặng uống trà, từng trưởng lão cũng không có nửa điểm cấp bách, đứng đấy chờ đợi Cơ Thính Vũ mở miệng. Sau một lúc lâu, Cơ Thính Vũ nhíu mày nói, "Tổng điện chủ lúc nào trở về?" Từng trưởng lão tính toán một cái, trả lời, theo coi là, hẳn là trong một tháng. Kia tốt, cơ thính vũ gật đầu nói, chúng ta trước bắt đầu bố trí, chờ tổng điện chủ sau khi trở về tự động thủ. Tốt, từng trưởng lão sợ nhất cơ thính vũ động thủ, tổng điện chủ trở lại, vậy liền vạn sự không lo, hắn cung kính hướng cơ thính vũ nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài an bài bố trí. Đối với cái này thánh nữ hắn xem như hoàn toàn phục, tại võ điện ngoại trừ tổng điện chủ bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên đối một người khác cung kính như thế. Một tháng, cơ thính vũ nhàn nhạt nở nụ cười, xinh đẹp như hoa, nàng mím môi một cái ánh mắt nhìn về phía phương nam, u u nói ra, Giang giật, một tháng sau là tử kỳ của ngươi, ta sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường. Giang giật giờ khác này ở đoạt hồn cốc bên cạnh, hắn đã sớm đã tới đoạt hồn cốc phụ cận, bất quá gặp tiểu hồ ly quá bi thương, không tốt đưa nó một người ném vào càn khôn điện, bồi nó mấy ngày, cái này mấy ngày hắn cũng không có việc gì luyện hóa một chút đế cung, dù sao đây chính là có thể bảo mệnh trí bảo a yêu hậu cái gì đều nói cho tiểu hồ ly, chuyến đi này có thể liền là thiên nhân vĩnh cách, nàng tương thiên hồ đại lục sự tình đều cùng tiểu hồ ly nói. Tiểu hồ ly cũng biết yêu hậu không mang theo nàng đi là vì nàng tốt, nhưng càng như vậy nàng càng là bi thương, cũng dị thường lo lắng yêu hậu, dù nói thế nào nó theo nhân loại tuổi tác để tính, nhiều nhất chỉ có 4 năm tuổi. Tiểu phỉ, người phải học được kiên cường, ta so người thảm hại hơn, hai tuổi thời điểm mẫu thân liền rời đi, giờ phút này sinh tử chưa biết yêu hậu chí ít bồi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi nhìn ta cũng không phải sống qua tới sao ngươi còn có ta bồi tiếp. Giang giật ôm tiểu hồ ly, nhỏ giọng an ủi, muốn an ủi người khác biện pháp tốt nhất liền là so thảm, dạng này trong lòng đối phương hội dễ chịu một chút. An ủi một phen, cùng tiểu hồ ly nói rất nhiều khi còn bé sự tình, tiểu hồ ly cảm xúc cũng ổn định rất nhiều, nàng đột nhiên truyền âm cho Giang giật nói, đại ca ca, tiểu phỉ muốn tu luyện, phải cố gắng trở thành yêu đế, dạng này mới có thể trợ giúp mẫu hậu. Đại ca ca, tiểu phỉ bế quan, chờ tiểu phỉ sau khi xuất quan nhất định khiến người giật nảy cả mình. Tốt, Giang giật liền chờ câu nói này, vội vàng đem tiểu phỉ thu nhập càn khôn điện, xác định nó nhắm mắt tu luyện về sau, lúc này mới lấy ra đế cung tiếp tục luyện hóa. Cái này đế cung yêu hậu đã hoàn toàn giải trừ dấu ấn tinh thần, giờ phút này Giang giật linh hồn rất mạnh, luyện hóa cũng không phải khó khăn như vậy. Ba ngày sau, đế cung bạch quang lóe lên, Giang giật linh hồn bên trong cùng cái này trí bảo có một lần tinh thần liên hệ, đế cung bị hoàn toàn luyện hóa. Hắn đem tìm hiểu một chút đế cung tin tức, rất nhanh đứng dậy hướng phía bắc đoạt hồn cốc phóng đi. Yêu hậu đã rời đi, vạn nhất bị người dò xét đến, lăng ra lão tổ bọn người lúc nào cũng có thể sẽ đến tiến công đại hạ quốc, sở dĩ hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đạt được u minh quỷ hỏa tế luyện. Ưng ừ ực, ưng ừ ực, đứng tại đoạt hồn cốc bên bờ vực, hắn nhớ tới lần trước nghe đến quỷ dị thanh âm, không hiểu cảm giác được một tia bất an, cái này đoạt hồn cốc phía dưới đến tột cùng có cái gì chương 459, kinh khủng tồn tại. Tối nay thánh linh quốc bắc bộ không mây, ánh trăng cũng rất sáng, đem đại địa chiếu dọi một mảnh sáng như tuyết, đáng tiếc vừa mới vào xuân, nhiệt độ rất thấp, để khắp nơi lộ ra rất là thanh lãnh tịch mịch. Gió nhẹ nhàng thổi, mang đến một tia xuân hàn, cái này xuân hàn không giống mùa đông gió lạnh, âm siêu siêu thẳng vọt trong trái tim. Giang giật thực lực rất cường đại, điểm ấy hàn khí tự nhiên không sợ, không bằng hắn ánh mắt nhìn về phía phía dưới hắc Uu đoạt hồn cốc lúc, không hiểu cảm giác phía sau lưng mát lạnh, toàn thân lỗ chân lông đều co rụt lại. Đoạt hồn cốc sâu không biết bao nhiêu trưởng, phía dưới khói đen che phủ, sở dĩ ban ngày xuống dưới cùng ban đêm xuống dưới cũng không có khác nhau, việc này không nên chậm trễ, giang giật lợi mã liền chuẩn bị xuống dưới dò xét. Hắn không có mạo muội nhảy đi xuống, mà là dùng thần thức cực lực dò xét tình huống phía dưới, trước dò xét một chút. Luyện hóa hai cái thanh xương diệp, linh hồn của hắn cường đại mấy lần, trước kia thần thức nhiều nhất có thể dò xét ngàn trượng, giờ phút này đều có thể dò xét mấy ngàn trượng khoảng cách. Chậm rãi, thần thức lặng yên hướng phía dưới phúc tán, giang giật trong đầu cũng tự động hiển hiện trong u cốc cảnh quan. Cái này u cốc rất lớn, phương viên hẳn là có mấy vạn trượng rộng, bốn phía đều là vách núi treo leo, không có bất kỳ cái gì đường có thể đi xuống dưới, hướng xuống dò xét 500 trượng đã trải qua rồi xuất hiện hắc vụ, giang giật trong đầu hình tượng cũng là đen kịt một màu. Tiếp tục hướng phía dưới dọc theo, hạ ngàn trượng về sau, hắc vụ biến mất, Giang giật phát hiện hắc vụ phía dưới cũng là trống rỗng sơn cốc, bên trong cái gì cũng không có. Tiếp tục hướng xuống để Giang giật rất thất vọng chính là, hắn thần thức xa nhất khoảng cách có thể dò xét 5.000 trượng tả hữu, nhưng 5.000 trượng khoảng cách đều là trống rỗng ngu cốc, phía dưới còn không biết sâu bao nhiêu, sở dĩ hắn cái gì đều không có dò xét nói. Sử dụng thần niệm vô thuật, Giang giật thu hồi thần thức, nội tâm khẽ động, nhưng rất nhanh bác bỏ, thần niệm vu thuật hắn vừa mới lĩnh hội nhập môn, phóng thích cực kỳ khó khăn, mỗi lần phóng thích đều sẽ để tinh thần rất là mỏi mệt không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn động dùng này vô thuật đã như vậy chỉ có hạ u cốc giang giật trong tay hỏa linh châu sáng lên trong tay xuất hiện một bó lớn dây thừng hắn lấy ra mấy cây dây thừng liên tiếp làm thành hai cái ít nhất có dài vạn trượng dây thừng dài đem hai đầu phân biệt cột vào trên đại thụ mặt khác ném một cái lên núi trong cốc ném đi ô ô dây thừng tiếng xé gió tại trong sơn cốc quanh quẩn không ngớt để giang giật lại là một trận tim đập nhanh hắn cắn răng thân thể hướng phía dưới nhảy tới. Xuy suy một tay bắt lấy dây thừng, hắn một đường hướng phía dưới đi vòng quanh, rất nhanh giảm xuống ba ngàn trượng khoảng cách, hắn ngừng lại, tiếp tục phóng thích thần thức cực lực dò xét. Hắn vốn có thể không ngừng tuấn di xuống dưới, nhưng có dây thừng, hắn liền có thể chậm rãi trượt, một đường dùng thần thức dò xét, dạng này sẽ an toàn rất nhiều. An toàn, đi, dò xét một phen, giang giật lại hướng phía dưới đi vòng quanh, để hắn kinh ngạc là, trọn vẹn trượt vạn trượng khoảng cách, dây thừng đã đến cuối cùng, phía dưới u cốc còn chưa tới đáy. Tăng thêm thần trí của hắn có thể dò xét 5.000 trượng, điều này nói rõ cái này u cốc chiều sâu đã vượt qua một vạn 5.000 trượng. An toàn đệ nhất, Giang giật bất đắc dĩ lấy ra một cái thần binh tại bên bờ vực đào một cái lỗ nhỏ, lại từ hỏa linh châu bên trong lấy ra dây thừng tiếp tục kết dây thừng dài, lần này dòng giã kết hơn một vạn trượng dây thừng dài ném vào trong sân cốc. Tiếp tục trượt, tại hắn lần nữa trượt hơn một vạn trượng khoảng cách, hắn rốt cục có thể dò xét đến đáy cốc, cái này tìm tỏi cha lại đem hắn hù dọa. Đáy cốc thành đảo hình mũi khoan, phía dưới rất là rộng rãi, giang giật dò xét mặt đất không có bất kỳ cái gì vật sống, có chỉ là từng cỗ phong hóa hài cốt, khắp nơi đều có, trồng chất như núi, tùy ý khẽ đêm ít nhất có mấy vạn cỗ,